sau đó ngồi trở lại bên bàn, lật tới lật lui công văn, dáng vẻ bận biểu việc khác. Rất nhanh, một nhân viên hắc thủy đài tùy tùng Thiệu Bình Ba đi vào, sau khi hành lễ thì giao cho Thiệu Bình Ba một phần mật thư. Ánh mắt của Thiệu Bình Ba thu hồi, rơi ở trên giấy, nhìn nội dung, vừa thấy phía trên nói đến thất công chúa Thái Thúc Hoan Nhi tự tiện xông vào kim loan điện, lập tức bị nội dung hấp dẫn. Nhưng càng xem, tay hắn dần dần run rẩy, sắc mặt đại biến, sau đó tựa hồ cả người cũng run rẩy. Thiệu Tam tỉnh phát hiện không đúng, nhất thời lo lắng, thử gọi. Đại công tử, Cao Phẩm cũng dừng lại động tác trên tay, nhìn chăm chăm phản ứng của Thiệu Bình Ba, phát hiện sắc mặt của Thiệu Bình Ba trắng bệch, cơ hồ là trong nháy mắt mất đi huyết sắc, biến thành trắng xanh. Trong lòng thổn thức, những người kia hạ thủ quá ác, loại sự tình này đổi thành bất kỳ người nào cũng khó có thể tiếp nhận, coi như Thiệu Bình Ba đáp ứng, cũng sẽ trôn xuống mầm họa ở trên người Thiệu Bình Ba, sau này hơi có bất kính với công chúa mà nói sẽ có khả năng đưa tới bệ hạ nghi kỵ coi như bệ hạ không nghi kỵ cũng sẽ có người cầm sự tình này làm văn thậm chí hắn đã có thể nghĩ đến xáo lộ của những người kia vì sao bất kính với công chúa vì cái gì có thể kéo tới sự tình bất kính với bệ hạ hoặc kéo tới sự tình của trần trường công nói chung chỉ cần thiệu bình ba tiếp tục trèo lên sẽ không ngừng có người đâm sau lưng thiệu bình ba có thể chịu đựng bao lâu xảy ra sự tình này thậm chí hắn có chút trách doãn trừ hồ đồ, đang yên đang lành giết Trần Trường Công làm gì, không giết Trần Trường Công sẽ không có sự tình này. chương 1812, một đám loạn thần tặc tử. Hai, nhưng hắn không có biện pháp đi trách doãn trừ, doãn trừ vì thủ tây bình quan, vì ổn định quân tâm, không tiếc đắc tội hoàng đế, người làm tướng làm đến mức độ này, hắn làm chủ soái không nói được nửa chữ không. Đại công tử, thiệu tam tỉnh kêu sợ hãi, vội vàng đỡ lấy thiệu bình ba. Bởi vì Thiệu Bình Ba xem xong thư đột nhiên che ngực, hô hấp hỗn loạn, Thiệu Tam tỉnh quá hiểu rõ hắn, biết hắn bị kích thích to lớn, lại xuất hiện dấu hiệu phát bệnh. Ánh mắt của Thiệu Bình Ba rời đi, nhìn về phía cao phẩm, lúc này hắn đã rõ cao phẩm nói là có ý gì, tay run cầm cập, ngữ khí cũng run rẩy. Đại tư mã, ta ở tiền tuyến vì tấn quốc dốc hết tâm huyết, nhưng trong chiều có người ở sau lưng mưu hải thiệu mỗ, một đám loạn thần tạc tử. Thiệu tam tỉnh một tay đỡ hắn, một tay cầm thư qua xem, cấp tốc xem qua, sau đó cả kinh. Cao Phẩm đứng lên, nhấc tay đình chỉ, trầm giọng nói. Loạn thần gì chứ, lão đệ, có mấy lời, người ở chỗ ta có thể nói một chút, nhưng ra nơi này không thể nói bậy. Người không có chứng cứ, từ đâu tới loạn thần tặc tử. Ăn nói linh tinh truyền đi là tự tìm phiền phức, mặc kệ trong lòng người ta rõ ràng như thế nào, gả công chúa cho, là bọn hắn tốt bụng, ngay cả bệ hạ cũng nói không được bọn hắn cái gì, đạo lý này ngươi nên minh bạch. Thiệu Tam tỉnh vô lễ nói chen vào, bi thiết nói. Đại tư mã, ngài đừng nói nữa. Cao phẩm không biết bệnh cũ của Thiệu Bình Ba, sững sờ, nhưng sau một khắc lập tức minh bạch. Phốc, Thiệu Bình Ba phốc một tiếng, miệng phun máu tươi, ngã xuống đất. Đại công tử, Thiệu Tam tỉnh kinh hô, may là hắn đỡ kịp, không để Thiệu Bình Ba ngã trên đất. Người hắc thủy đài vội vàng chạy tới kiểm tra, phát hiện Thiệu Bình Ba đã ngất. Cao phẩm giật nảy mình, bối rối một thoáng, sau khi phản ứng lại la hét. Người đâu, mau tới kiểm tra, bên ngoài lập tức có tu sĩ và tướng sĩ vọt vào. Cao phẩm chỉ vào người té xỉu, gầm lên, cứu người, nhanh cứu người cho ta, nếu thiệu đại nhân có sự tình gì, các người tự lo liệu lấy. Mọi người vội vã kiểm tra cho thiệu bình ba, giúp đỡ trải chuốt khí thức, trong lều không phải địa phương tụ tập lâu, mọi người lại vội vã dìu ra ngoài. Thiệu tam tỉnh theo đi ra lau nước mắt, ở nơi khá xa, trưởng môn thiên địa môn lệnh hồ thu bỗng lên tinh thần, Nhìn chăm chú người được mọi người mang ra kia, có chút kinh ngạc. Thiệu Bình ba từ trên trời giáng xuống, hắn nhìn thấy, đối với người từng mời chào qua hắn, cũng là đối thủ của Ngưu Hữu đạo này, nhìn thấy đối phương đến nên cũng khá quan tâm. Không nghĩ tới lại bị mang ra ngoài, không biết xảy ra sự tình gì. Bây giờ toàn bộ thiên địa môn đều bị kéo ra chiến trường theo quân tấn tác chiến, tổn thất rất lớn. Ngưu Hữu đạo chết, bất kể là đối với hắn hay đối với thiên địa môn ảnh hưởng đều khá lớn. Khi Ngưu Hữu đạo còn sống, hắn còn được tấn hoàng thái thúc hùng tiếp kiến sau khi theo quân vị trí vẫn không quá hung hiểm nhưng nghiêu hữu đạo vừa chết dường như không có giá trị lợi dụng gì lúc giao chiến thiên địa môn luôn bị đuổi ra tiền tuyến sau đó hắn chủ động tiết lộ phong thanh nói xuyên dĩnh là người thiên địa môn nên được điều đến phụ cận trung quân theo đại quân trung khu sẽ tương đối an toàn hắn không muốn lợi dụng thân phận xuyên dĩnh nhưng đối mặt hai quân giao phong chém giết tàn khốc như vậy tiếp tục nữa thiên địa môn vốn là môn phái xây mới không bao lâu tổn thất thực không chịu nổi, nên chỉ có thể bất đắc dĩ. Lòng giả dạ kém như vậy, cao phẩm dậm chân than thở một tiếng, sau đó chắp tay đi tới đi lui. Bên ngoài có tướng lĩnh nghe tin chạy đến, vội hỏi. Đại soái thiệu đại nhân này là, chẳng lẽ mạo phạm đại soái hắn còn tưởng là cao phẩm tra tấn, cao phẩm xua tay, không đề cập tới cũng được, bỗng nhìn thấy giấy trên đất, cúi người nhặt lên nhìn, không sai, chính là thư của thiệu bình ba. Thiệu tam tỉnh lo chiếu cố thiệu bình ba, nào còn có thể quan tâm cái này, ngay cả thư rơi lúc nào cũng không biết. Hắc thủy đài đưa thư, xem xong thư, cao phẩm vuốt dâu nói thầm, cảm thấy nội dung có chút ngoài ý muốn, chỉ kể rõ sự tình phát sinh trong chiều, mà không đề cập tới thái độ của bệ hạ. Theo lý thuyết, hắc thủy đài ở trong lòng bàn tay của bệ hạ, hắc thủy đài là không thể giúp hiệu bình ba quản chế chiều chính. Nhưng nháy mắt, hắn suy tư gật đầu, minh bạch chút gì đó. Thấy tướng lĩnh còn ở một bên phỏng đoán, cao phẩm tiện tay đưa thư cho hắn tự mình xem đi, tướng lĩnh tiếp nhận kiểm tra, xem sau, ngậm miệng không nói gì một lát, cuối cùng thổn thức nói. Sự tình của thất công chúa, ai, vị thiệu đại nhân này cũng thật là nâng tảng đá lên đập chân mình. Đại soái sự tình này có tính là báo ứng hay không? Cao phẩm bất đắc dĩ quát, ngươi biết cái rắm sự tình này ai cũng có thể trách thiệu bình ba tự làm tự chịu, chỉ có bọn hắn không được, thiệu bình ba giúp bọn hắn rất nhiều, làm quân tấn giảm thiểu bao nhiêu tổn thất. Tướng lĩnh bị nói có chút lúng túng, gãi gãi đầu. Nam Châu, trong mật thất, xem qua tin tức ngụy đa truyền đến, như hữu đạo dường như minh bạch cái gì, suy tư thả mật thư trong tay xuống. Quản phương nghi thử hỏi, nếu thiệu bình ba không chịu nhục, chạy mất thì làm sao lo liệu. Thư là nàng đưa, bằng tính cách của nàng, nào có đạo lý không nhìn, nàng đã rõ ràng nội dung trong thư. Như hữu đạo lắc đầu, cười nhạt, có thể chạy thì tốt, không có lực lượng của tấn quốc che chở, sẽ đơn giản hơn rất nhiều hắn cũng chạy không được, sở dĩ ta lệnh giả vô quần bức Thiệu Bình Ba cưới Thái Thúc Hoan Nhi, chính là muốn dùng dây thừng cột cổ của Thiệu Bình Ba. Hắn có thể lợi dụng lực lượng tấn quốc tự vệ, ta cũng có thể lợi dụng lực lượng tấn quốc đến kiềm chế hắn. Loại người này quá nguy hiểm, một khi cho hắn tìm được điểm tựa phát lực, chạy mất không hẳn là chuyện tốt, lúc trước ở Tề Kinh đã ăn qua một lần thiệt thòi của hắn. Loại người này không dễ dàng lộng chết như vậy, ta nhiều lần đưa hắn vào chỗ chết, y nguyên bị hắn tuyệt địa thoát thân, có thể thấy được lốm đốm lợi dụng lực lượng tấn quốc bức hắn hiện thân, lại lợi dụng lực lượng tấn quốc trông chừng hắn, trước tiên là có khả năng ngăn chặn hắn cấu kết mượn tay thế lực khác, mới có cơ hội một lần mất mạng, bằng không giả vô quần không hẳn có thể lộng chết hắn. Quản phương nghi không rõ, tấn quốc trông chừng hắn, như hữu đạo cười ha ha, thiệu bình ba là người nào, chính là độc sĩ, chuyện đến nước này, thái thúc hùng có thể không thấy rõ sao. Hắn sẽ không để thiệu bình ba chạy mất, tình nguyện giết chết, cũng sẽ không để đối phương nhờ vào người khác quản phương nghi tỉnh ngộ hoàng cung tấn quốc trong ngựa thư phòng đèn đuốc sáng trang thái thúc hùng đọc tình báo nói thiệu bình ba thổ huyết ngất đi không khỏi trầm mặc sau khi trầm mặc một lúc thái thúc hùng từ từ nói đào lược hắn có thể cự hôn nhưng không thể đi đào lược cúi người nói bệ hạ yên tâm thiệu đại nhân là năng thần lão nô đã phân phó từ lâu sẽ trông chừng cẩn thận thượng tướng quân điền chính ương chết rồi triều đình hạ chỉ hiểu nguyệt các tự mình động thủ chấp hành lúc trước la chiếu lặp đi lặp lại khuyên bảo vô dụng yên quốc mông sơn minh cũng đưa thư khuyên bảo vẫn vô dụng hai người điền mã vì ham muốn cá nhân dẫn đến bỏ mất chiến cơ tốt nhất sau đó điền chính ương lặp đi lặp lại tấn công tây bình quan hao binh tổn tướng cũng khó đánh hạ được làm tần quốc tổn thất thảm trọng bây giờ nội bộ tần quốc thiếu lương thực lòng người bàng hoàng trước mắt kỳ thực còn chưa tới mức độ hết lương nhưng người được tin tức trước đã chữ hàng không bán sớm đã dẫn đến khủng hoảng ngọc thương tức giận mã trường an cũng hoảng rồi tự mình hạ lệnh binh mã xét nhà, xử tử không ít gian thương, ý đồ duy trì trật tự bình thường. Nhưng khủng hoảng tới, dựa vào giết một vài gian thương là vô dụng. Không lương liều mạng tìm lương thực, có lương lại tiếp tục chữ hàng. Trật tự lưu thông ở trên thị trường xuất hiện hỗn loạn, này là dấu hiệu trước khi đại loạn. Chương 1813, dồn tần quốc vào chỗ chết. Ở dưới tình huống chưa hết lương thực đã thiếu lương thực như vậy, kẻ có tiền còn ra sức mua lương tích trữ vô số bách tính bắt đầu có tiếng oán than dậy đất này đã giao động đến căn cơ thống trị của tần quốc ngọc thương tự mình đi hàn quốc yên quốc bỏ tiền cầu lương nhưng ai sẽ bán cho dù cất rượu kiếm được tiền phun ra cả gốc lẫn lãi cũng sẽ không ai bán lương không phải không muốn bán mà là bán không nổi trừ kho lúa thiên hạ của vệ quốc bất kể là hàn quốc hay yên quốc đều không thể thỏa mãn số lượng của tần quốc trong hai nước còn có thật nhiều bách tính ăn không đủ no thật muốn thắt lưng buột bụng bán cho tần quốc quốc gia của mình sẽ xảy ra vấn đề Huống chi dấu hiệu đại loạn đã hiện, các quốc gia đều yên lặng chữ lương chuẩn bị chiến tranh, nào có dư bán cho tần quốc. Cho dù là Nam Châu từng hợp tác mật thiết với Hiểu Nguyệt Các, Thương Chiêu Tông cũng thở ơ lạnh nhạt. Nói thấy chết không cứu có lẽ hơi quá, nhưng mục đích lớn nhất của Yên Quốc và Hàn Quốc là muốn bức Tần Quốc quyết tử công phá Tây Bình Quan, chỉ có ép Tần Quốc lên tử lộ, Tần Quốc mới sẽ không tiếc trả giá. Bất kể là Thương Chiêu Tông hay Hàn Quốc đều đang chờ, Tần Quốc công không phá được Tây Bình Quan, bọn hắn viện lương cũng vô dụng. Nếu như không công được, còn viện trợ lương thực để Tần Quốc kéo dài hơi tàn trái lại sẽ bất lợi cho Yên Hàn, không bằng để bọn hắn tự mình tan vỡ. Đạo lý rất đơn giản, Tần Quốc có thể công phá, có thể giúp Tề về áp chế dã tâm của Tấn Quốc thì thôi. Nếu không thể, sau khi Tấn Quốc dẹp yên Tề, vệ tất nhiên sẽ nghỉ ngơi, muốn vững chắc địa bàn, không có nỗi lo về sau mới có thể xua binh đông tiến. Một Tần Quốc kéo dài hơi tàn là không ngăn được thế tiến công của Tấn Quốc, đã như vậy còn không bằng để tần quốc vô lực chống đỡ, hai nước yên, hàn nhân cơ hội ung dung càn quét, thừa dịp tấn quốc nghỉ ngơi ổn định địa bàn, yên, hàn cũng có thể nắm chặt thời gian xâm chiếm địa bàn tần quốc, sau đó lại liên thủ đối kháng tần quốc. Nói trắng ra, yên, hàn cũng nhìn chằm chằm tần quốc, các nước đều mang tần quốc lên bếp lửa nướng, nướng chín rồi, vậy thì nhìn ai có thể tiên hạ thủ vi cường. Trước đó thương chiêu tông triệu tập các nước thương nghị kháng tấn, chỉ là hành động vớ vẩn, đều là đến xem tình huống, Từng người mang ý đồ riêng, có thể đàm phán được mới là lạ. Đương nhiên, Nam Châu không chịu giúp đỡ cũng có nhân tố Ngưu Hữu Đạo, thương Chiêu Tông hỏi qua ý kiến của Ngưu Hữu Đạo, ý kiến của Ngưu Hữu Đạo rất đơn giản, một hạt gạo cũng không cho. Ngưu Hữu Đạo đang chờ, đang quan sát, cũng dồn hiểu nguyệt các vào chỗ chết, xem Ngọc Thương có thể vận dụng lực lượng khác đến giúp đỡ hay không. Lúc trước ở thánh cảnh, xa Như Lai nói vẫn làm hắn canh cánh trong lòng, Ngọc Thương cuốn vào sự tình ám sát Ninh Vương thương kiến bá năm đó mà thương kiến bá là ngọc thương tự tay giết. Khi đông quách hạo nhiên chết xuất hiện nha tướng, báo trước sau lưng sự kiện có quan hệ tới ô thường. Mà thương kính rõ ràng là hắn cho ngọc thương, ngọc thương lại nói là đồng mạch cho, ngọc thương không nói thật, lại một mực ăn khớp với hồ sơ mật của phiêu miểu các, có người sửa chữa hồ sơ mật của phiêu miểu các. Là ai, đến mức độ này, đối thủ chủ yếu của Ngưu Hữu đạo đã chuyển về phía tầng thứ cao hơn. Nói chung, đều là dồn tần quốc vào chỗ chết, đối mặt nội bộ tần quốc càng lúc càng loạn, Tần quốc vừa lập quốc đối mặt tan vỡ, Ngọc Thương rốt cục ngồi không yên, cực kỳ nổi giận, rốt cục hạ sát thủ với Điền Chính Ương. Sai không ở Điền Chính Ương, Ngọc Thương phán đoán sai tình thế cũng có một phần nhân tố rất lớn, nhưng thời điểm này không thể để hắn đi ra gánh oan ức, chỉ có thể là Điền Chính Ương chết. Thừa dịp tiền tuyến sĩ khí đê mê, tiền tuyến và kinh thành cơ hồ đồng thời động thủ, tiền tuyến xử tử Điền Chính Ương cùng với một nhóm thủ hạ tâm phúc, bên kinh thành thì bắt vợ con Điền Chính Ương vào nhà giam, tạm thời chưa giết ra tiền tuyến chấp hành là hiểu nguyệt các nhưng người phụ trách chấp hành lại là mã trường an mã trường an thay thế điền chính ương tiếp tục dẫn quân tấn công tây bình quan bên cạnh bị người hiểu nguyệt các khống chế gắt gao đừng hòng chạy người nhà cũng bị triều đình bắt xuống làm con tin không hạ được tây bình quan hậu quả có thể tưởng tượng thế cục đến mức độ này mã trường an cũng hối hận không thôi từng cầu la chiếu ra tay hắn cầu la chiếu vô dụng ngay cả ngọc thương mời la chiếu la chiếu cũng không đáp ứng không phải không muốn đáp ứng mà là không thể đáp ứng. La Chiếu không ngốc, sớm làm không làm, hiện tại thế cục đã như vậy, thủ quân của Doãn Trừ đã chuẩn bị thỏa đáng, hắn đi tấn công Tây Bình Quan lại có thể làm gì. Thời điểm này giết Điền Chính Ương, hắn đi tiếp quản nhân mã của Điền Chính Ương, làm sao hiệu lệnh. Cũng chỉ có mã trường an trên tay nắm nhân mã của mình đi mới có thể điều động được. Đạo lý chính là như thế, La Chiếu không chịu ra mặt thống quân, đến mức độ này, hắn chỉ có thể dựa theo trước đây Ngọc Thương nói, nhân cơ hội thanh tẩy dòng chính của Điền Chính Ương và Mã Trường An, sau đó bản thân lại toàn diện tiếp nhận binh quyền. Tần Quốc ở dưới tình huống như vậy, nếu như sau lưng lại có cản tay, cuộc chiến này hắn không có biện pháp đánh. Tây Bình Quan, Mã Trường An phát động một trận tiến công quy mô lớn, nhưng thất bại rồi. Tin thất bại truyền trở về, hoàng cung Tần Quốc, Ngọc Thương ngồi ở trong phòng tối đen, lặng im không nói. Lặng im một lúc lâu, bỗng nhiên Ngọc Thương ở trong bóng tối thăm thảm ai thán một tiếng. Như lão đệ Người chết quá sớm, cũng hại ta thê thảm theo. Chạy đi cầu Yên Quốc, cầu Tử Kim Động, cầu Thương Chiêu Tông, đều vô dụng. Hắn suýt chút nữa thì quỳ xuống, nếu quỳ hữu dụng, hắn thật sẽ quỳ, thời điểm này mặt mũi là cái dám gì, đợi ổn định xong còn có cơ hội đòi lại. Lúc này, hắn hoài niệm Nhiêu Hữu Đạo không gì sánh được, chuyện đến nước này mới phát hiện vẫn là thời điểm hợp tác với Nhiêu Hữu Đạo vui vẻ nhất, tuy cũng sẽ có tranh chấp, nhưng sự tình gì cũng dễ thương lượng, nếu Nhiêu Hữu Đạo ở đây, bằng bản lĩnh của Ngưu Hữu Đạo và lực ảnh hưởng đối với Yên Quốc, sự tình cầu viện có lẽ có chuyển cơ. Nhưng cũng chỉ có thể cảm khái, biết coi như Ngưu Hữu Đạo sống cũng bị nhốt ở trong thánh cảnh, không liên lạc được. Cái gọi là hại hắn, là trách Ngưu Hữu Đạo không nên cho hắn bí phương cất rượu, cũng đang trách mình thiển cận, không nên quá tham. Nhưng rất nhiều chuyện theo tình huống lúc đó mà nói là khó tránh khỏi, Ngưu Hữu Đạo rất hào phóng, bí phương nói cho liền cho, hắn không nhịn được. Mà lúc đó Tần Quốc Tân Lập, cần rất nhiều tiền tài tới ổn định lòng người, cải thiện cục diện, có biện pháp cấp tốc thu lợi, hắn làm sao nhịn được không dùng. Trời lờ mờ sáng, trong trung quân của quân tề, Hồ Diên vô hận lấy được tình báo, nhìn thấy tin điển chính ương qua đời, khẽ lắc đầu. Từ khi biết Doãn trừ chiếm được Tây Bình Quan, hắn liền biết khó công, đặc biệt là binh mã tề quốc hắn không am hiểu tác chiến ở vùng núi, cho nên hắn quả đoán từ bỏ. Bước Tần Quốc không tiếc trả giá, lấy Tây Bình Quan tiêu hao lực lượng Tân Quốc, sự thực chứng minh hắn phán đoán không sai, Tần Quốc là thật không tiếc trả giá. Nhấn xuống tin Điền Chính Ương qua đời, Hồ Diên vô hận lại xoay người đi về phía địa đồ, nhíu mày, thần sắc sầu lo. Trạng thái trên địa đồ biểu hiện, sau khi cao phẩm thất bại, đã lần nữa xây dựng ra phòng tuyến vững chắc, làm thế tiến công của quân tề bị ngăn trở khắp nơi. Người ngoài nghề nhìn không hiểu, nhưng hắn nhìn ra ý tứ của cao phẩm, có nhiều chỗ tình nguyện bỏ thủ, cũng muốn lui giữ vùng núi chế tạo trận địa phòng ngự, ở mức độ lớn nhất nhược hóa uy lực kỵ binh tiến công của Tề quốc. Mà sau khi vững chắc phòng tuyến, Cao Phẩm lại phái ra nhân mã từng bước nuốt chửng địa bàn của các thế lực thái độ mơ hồ. Chương 1814, nguyện cưới 1. Cao Phẩm bày ra trạng thái vững vàng, bày ra ý đồ muốn cùng hắn tiêu hao. Bên Tấn Quốc truyền đến tình báo biểu hiện, Tấn Quốc thu được lương thảo sung túc đã phát động trạng thái toàn dân là binh, hắn đã ý thức được chiến lược của quân Tấn chuyển biến, xúc thế nghiền ép, không thể nhanh chóng đánh bại đại quân của cao phẩm hậu quả là không thể tưởng tượng nổi không tiếc trả giá cường công cũng không hiện thực tiêu hao hết tinh nhuệ tề quốc mà nói chỉ sợ là rất hợp ý quân tấn làm sao phá cục tâm tình của hô diên vô hận cực kỳ trầm trọng tình thế một mất một còn giữa quân tấn và quân tề đột nhiên cải biến rồi nam châu trong anh vũ đường cục diện mông sơn minh không muốn nhìn thấy nhất xuất hiện bất hạnh bị hắn nói chúng tấn quốc quả nhiên phát động trạng thái toàn dân là binh hắn cũng nhìn chằm chằm địa đồ nhìn chằm chằm trạng thái hai quân tấn tề đối lập trạng thái quân tấn phòng ngự làm hắn cảm giác có chút quen mắt dường như rất có phong thái của hàn quốc kim tước phòng tuyến chỉ có thể sử dụng một chữ ổn để hình dung thiên hạ này trên chiến trường ai thiện công nhất mông sơn minh hắn là số một nhưng nếu bàn về ai thiện thủ nhất hàn quốc kim tước là số một tư mã chắc chắn cũng không phải chỉ là hư danh phương pháp lợi dụng địa thế phong cách phòng thủ như vậy này tuyệt đối không phải trùng hợp mông sơn minh ý thức được có lẽ năng lực tác chiến của cao phẩm không phải đỉnh cấp nhưng năng lực thực tiễn không thể khinh thường cao phẩm nhằm vào phong cách tác chiến của kim tước hạ xuống công phu rất lớn lấy biện pháp chặn mông sơn minh hắn đến chặn hô diên vô hận dưới loại cục diện này hô diên vô hận chậm chạp khó có thể đánh ra thế tiến công có lợi nói rõ hô diên vô hận đã gặp phải phiền toái mông sơn minh cũng nhìn chằm chằm địa đồ đâm chiêu phương pháp phá giải trong lều thiệu bình ba nằm ở trên giường tỉnh rồi đã sớm tỉnh nhưng vẫn tĩnh lặng nằm đó, ngơ ngác nhìn nóc lều vải. Thiệu Tam tỉnh gọi mấy lần không thấy phản ứng, nên không gọi nữa. Đột nhiên tiếng khạc khạc truyền đến, Thiệu Tam tỉnh ngồi ở bên cạnh buồn ngủ thức tỉnh, thấy Thiệu Bình Ba đang giấy ruộng ngồi dậy. Đại công tử, Thiệu Tam tỉnh tranh thủ đi dìu hắn, Thiệu Bình Ba đứng lên nói, đi ra ngoài một chút ra, Thiệu Tam tỉnh lo lắng nói, Đại công tử, Pháp Sư nói ngài không thích hợp lại lao tâm lao lực, cần tĩnh dưỡng. Thiệu Bình Ba vẫn là câu nói kia, đi ra ngoài hóng mát một chút, thiệu tam tỉnh đành phải tranh thủ lấy áo choàng đuổi theo, khoác áo choàng lên vai thiệu bình ba. Trời hơi sáng, sáng sớm gió man mát, trên cỏ có giọt sương, không khí trong lành, nhưng sen lẫn một chút mùi phân ngựa. Đừng nói mùi này, mùi phân và nước tiểu người ở trong quân doanh lâm thời là khó tránh khỏi, tiến lên đánh trận không chú ý nhiều như vậy, nhân mã lại đông, này là không cách nào tránh khỏi. Đại nhân, thân thể của ngài nên tĩnh dưỡng nhiều một chút một nhân viên hắc thủy đài tiến lên căn dặn, thiệu bình ba gật đầu cảm ơn hảo ý của hắn, có chút phiền muộn, tùy tiện đi lại một chút mà thôi. Cũng phất tay ra hiệu đối phương không cần theo, đối phương dừng lại, hai chủ tớ chậm rãi bước đi, bốn phía thỉnh thoảng có đội ngũ tuần tra qua lại xem kẽ, thậm chí trải qua bên cạnh hai người, trên bầu trời tờ mở sáng có thể nhìn thấy phi cầm cỡ lớn tuần tra qua lại, phòng bị có người tiếp cận từ không trung Dừng lại ở phụ cận một tháp canh giản dị, trông về phía đại quân thiệu bình ba lặng im một lúc mới từ từ nói ta vì tấn quốc sốc hết tâm huyết nhưng người trong triều lại không dung ta thiệu tam tỉnh quan sát một chút thấy tâm thái của hắn xác thực bình tĩnh lại lúc này mới dám mở miệng nói đại công tử sự tình cưới thất công chúa tuyệt đối không thể đáp ứng theo lý thuyết hắn chỉ là nô bộc không có quyền can thiệp hôn nhân đại sự của chủ nhân nhưng sự tình này hắn thực khó có thể chịu đựng nếu cưới bách tính bình dân thì cũng thôi nhưng sự tình của vị thất công chúa này đã là thiên hạ ai ai cũng biết, cười thất công chúa mà nói, đại công tử sẽ vĩnh viễn không nhấc đầu lên nổi, mà đại công tử vốn là người trọng tâm tư, dẫn đến tâm lực tiêu tụy, không thể bị kích thích quá độ, lại lâu dài gánh lấy sự tình như vậy mà nói, làm sao có thể chịu đựng nổi. Thiệu Bình Ba, làm sao cự tuyệt, sự tình phát sinh ở trong chiều ngươi cũng xem, mọi người đang chờ ta cự tuyệt. Bách quan đều đáp ứng bệ hạ và công chúa, chỉ cần công chúa nguyện gả, các gia tộc đều sẽ nguyện cưới, chỉ có ta không muốn sao. Chỉ cần ta cự tuyệt, mọi người sẽ giống như sói đói nhào tới, các loại công kích sẽ dìm ngập ta, ta khổ tâm kinh doanh hết thảy đều hóa thành hư không, ta lập xuống công lao lại lớn cũng không cách nào đạt được ban thưởng, đều sẽ hóa thành hư không ở trong miệng bọn hắn. Sau này coi như bệ hạ lại muốn dìu ta, sự tình này cũng sẽ trở thành cái thóp để bọn hắn công kích, bọn hắn sẽ lợi dụng mãi. Thiệu Tam Tỉnh nói, đại công tử vì bệ hạ ra sức châu ngựa, nên cầu bệ hạ. Thiệu Bình Ba than thở, vô dụng, đại thế đã thành, bệ hạ cũng không ngăn được. Tình huống ở trong chiều, người cho rằng là hắc thủy đài truyền đến. Kia là bệ hạ truyền đến, để ta tự mình nhìn lo liệu, hắn cũng bó tay. Thiệu Tam tỉnh bi vẫn nói, đại công tử, tuyệt không thể cưới thất công chúa. Đại công tử vì tấn quốc dốc hết tâm huyết, nhưng tấn quốc đối xử như vậy, không bằng rời đi. Thiệu Bình Ba, ngươi nhìn chung quanh một chút, còn đi được sao? Nghe thấy lời ấy, Thiệu Tam tỉnh lưu tâm quan sát bốn phía, kết quả phát hiện phía sau có người hắc thủy đài không xa không gần theo dõi, bốn phía càng có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, nhất thời minh bạch đại công tử kiên trì muốn đi ra là dụng ý gì. Thiệu Bình Ba, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, chiến lược của Tấn Quốc đã được chế định, xúc thế nghiền ép, chỉ ít trước mắt mà nói, tác dụng của ta đã không lớn, nếu ta dám chạy, bọn hắn giết ta sẽ không có bất kỳ do dự. Thiệu Tam tỉnh bi phẫn, đại công tử không chối từ gian lao, lại đổi lấy báo đáp như vậy thực đáng hận lẽ nào không có biện pháp khác sao thiệu bình ba ta ngược lại nghĩ qua mấy biện pháp biện pháp tốt nhất là thất công chúa chết thứ hai là cao phẩm lấy chiến giải vây cái khác chính là cầu trưởng quỹ hỗ trợ vận dụng lực lượng bên khí vân tông can thiệp triều chính nghe được có những biện pháp này thiệu tam tỉnh vội vàng hỏi làm sao diệt thất công chúa thiệu bình ba thất công chúa xông vào triều chính trước tiên là lấy hoàng quyền bức hiếp bách quan nhả ra sau đó lại lấy bách quan phản bức bệ hạ bầy mưu nghĩ kế ở trong chiều, này là một nha đầu mười mấy tuổi có thể làm được sao? Sau lưng tất có người xui khiến giáo dục, ta không biết là người phương nào xui khiến, nhưng có thể làm ra sự tình này, cũng là đang chờ ta hạ thủ với thất công chúa, trước khi không biết rõ đối thủ là ai, không biết đối phương bố trí, lại chui đầu vào lưới, kế này tạm không thể làm. Muốn hóa giải sự tình này, đối tượng hạ thủ với thất công chúa tốt nhất khi thực là bệ hạ. Nếu như ở trước khi chiến sự phát sinh, bằng vào tính trọng yếu của ta, bệ hạ sẽ hạ sát thủ với thất công chúa, hiện tại lẽ nào ta có thể dâng thư bệ hạ, để bệ hạ đi giết nữ nhi của mình sao? Thiệu tam tình, vậy đi cầu cao đại tư mã. Thiệu bình ba, thái độ của cao phẩm đã rất rõ ràng, hắn nói với ta tấn quốc chế định lại chiến lược, chẳng khác nào là nói cho ta, đối với hắn mà nói, ta đã không phải tồn tại không thể thiếu, hắn sẽ không vì ta đi đắc tội cả chiều. Không có một phen bố trí đến tiến hành bước bách, hắn là sẽ không nhả ra hỗ trợ, bên triều đình cũng sẽ không cho ta thời gian bố trí. Người dùng thủ đoạn này, hạ thủ cắt vào điểm tinh diệu, hơn nữa tàn nhẫn ổn chuẩn, căn bản không cho ta cơ hội thở lấy hơi, không cho ta thời gian suy tính. chương 1815, Nguyện Cưới 2 Trước đó không hề có dấu hiệu, ta cũng không dự phòng, bị đánh trở tay không kịp, phản ứng lại đã muộn, đã giấy rụa ở trong cạm bấy. Thiệu tam tình, vậy cũng chỉ có thể mời trưởng quỹ hỗ trợ, thiệu bình ba gật đầu, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy nhưng sự tình này động tính huyên náo quá lớn, hành vi dị thường rất dễ dàng bị phiêu miểu các phát hiện, chỉ sợ trưởng quỹ cũng không dám nhúng tay. Nhưng chuyện đến nước này phải thử một chút, liên hệ trưởng quỹ, để hắn vận dụng lực lượng, giết thất công chúa hoặc khống chế khí vân tông quấy giày triều chính, hai người để hắn tự do chọn một, hắn cảm thấy biện pháp nào tốt thì dùng. Thiệu Tam tỉnh gật đầu, được, ta sẽ liên hệ hắn. Thiệu Bình Ba, vẫn là câu nói kia, sự tình này động tính quá lớn, ta đánh giá khả năng trưởng quỹ nhúng tay không lớn, không hẳn sẽ đáp ứng giúp ta. Trường quỹ rất trọng yếu với ta, nếu như hắn thực không có nắm chắc, ta cũng không tiện miến cưỡng, ta cũng không hy vọng nhìn thấy hắn có chuyện, hắn có chuyện tất nhiên sẽ liên lụy ta, kia là vạn kiếp bất phục, đến lúc đó người ta ngay cả tính mạng cũng không giữ nổi. Thiệu tam tình, đại công tử có ý gì? Thiệu bình ba, làm chuẩn bị vẹn toàn, nếu như hắn không chịu giúp đỡ, thì để hắn hỗ trợ một chuyện khác, tìm ra đối thủ của ta là ai? Xảy ra sự tình không đáng sợ, đáng sợ nhất là ngay cả đối thủ là ai cũng không biết, người này quá nguy hiểm, tìm ra để còn phòng bị. Đợi ta đứng vững gót chân, tất trừ người này, mặt khác để trưởng quý hỗ trợ quan tâm, trên chiều người nhằm vào ta lấy ai làm chủ. Muốn tự tại, không diệt trừ một nhóm người chấn nhiếp là không được. Nói xong quay đầu lại nhìn thiệu tam tỉnh, những sự tình này, không thể để người hắc thủy đài đi thăm dò, ta trên tay lại không có lực lượng khác, chỉ có thể xin trưởng quý hỗ trợ. Thiệu tam tỉnh gật đầu minh bạch nhìn đường chân trời càng ngày càng sáng thiệu bình ba than thở vốn tưởng nghiêu hữu đạo chết rồi có thể thở một hơi ta ngược lại muốn nhìn xem là vị nào hã ngoan thủ như vậy trên chiều ẩn giấu nhân vật như vậy trước đó ta lại không nhận ra trong mắt lóe lên vẻ ngoan lệ nói đến nghiêu hữu đạo thiệu tam tỉnh hơi chút âm u lúc trước nghiêu hữu đạo khiến cho đại công tử thân bại danh liệt đến nỗi đại công tử tức giận nôn ra máu bây giờ lại bốc lên một người muốn đại công tử thân bại danh liệt đồng dạng làm đại công tử tức giận đến nôn ra máu như hữu đạo bị vây ở trong thánh cảnh đại công tử xuất sơn chưa gặp qua đối thủ đang một đường phiên vân phúc vũ ai biết như hữu đạo vừa chết lại bốc lên một cái quấy rối đại công tử bây giờ đi đâu thiệu tam tỉnh lo lắng hỏi muốn sớm làm chuẩn bị thiệu bình ba ra sự tình như vậy ta tạm thời cũng vô tâm nghĩ cái khác không giải quyết hậu hoạn cái gì cũng không làm được tạm thời không đi đâu cả thừa dịp thân thể có bệnh có thể tạm thời không trả lời bệ hạ trước tiên kéo ít ngày chờ tin tức bên trưởng quỹ lại quyết định ngươi nhanh đi liên hệ vâng thiệu tam tỉnh đáp lại có chút sự tình không ra thiệu bình ba dự liệu vị trưởng quỹ kia lo lắng sự tình động kính quá lớn người quan tâm quá nhiều không chịu vận dụng lực lượng phiêu miểu các ám sát thất công chúa chứ nói chi là khống chế khí vân tông can thiệp quá dễ dàng lộ ra kẽ hở bất quá cha ra là ai ở hậu trường ném đá giấu tay lại không có vấn đề hơi dẫn dắt phiêu miểu các quan tâm, phiêu miểu các tự nhiên sẽ đi tìm kiếm chân tướng, trưởng quý tiện thể thu được tin tức là được. Mà thiệu bình ba mượn thân thể có bệnh, chậm chạp không trả lời thái thúc hùng, thái thúc hùng cũng không có dục. Nhưng những người trong triều lại đang không ngừng bước thái thúc hùng, hoài nghi thiệu bình ba mượn bệnh từ chối, thái thúc hùng lại không tiện nói tin tức truyền qua làm thiệu bình ba tức ói máu. Cuối cùng có người tự mình lao tới tiền tuyến, đại biểu triều đình thăm viếng thiệu bình ba, cũng nói mỹ ý của triều đình, hỏi ý kiến của thiệu bình ba thế nào, bức thiệu bình ba tỏ thái độ. Thiệu bình ba muốn giả bệnh cũng không giả được, người ta dẫn theo pháp sư, giúp hắn kiểm tra thân thể, xác nhận thân thể hắn bệnh thật, nhưng điều dưỡng một chút đã không lo ngại. Đối mặt ép hỏi tỏ thái độ, thiệu bình ba miễn cưỡng vui cười, mãnh liệt biểu thị thái thúc hoan nhi thanh bạch, có thể được công chúa vừa ý là vinh hạnh của hắn, nếu như bệ hạ và công chúa nguyện ý, hắn nguyện cưới. Đại thần kia nụ cười quỷ dị, mang theo ý cười rời đi. Mà Thiệu Bình Ba nằm ở trong lều lại ho khan kịch liệt, tu sĩ vội vàng thi pháp hỗ trợ áp chế khí tức, Thiệu Bình Ba bình tĩnh lại, nằm im lặng, có chút thất thần. Hắn nhớ ở trong nông trại cùng Thái Thúc Hoan Nhi gặp mặt, Thái Thúc Hoan Nhi nói hoàng đế đáp ứng nàng một điều kiện, nói tương lai sẽ không bỏ qua cho hắn. Lúc đó hắn không coi uy hiếp của Thái Thúc Hoan Nhi ở trong lòng, ai biết Thái Thúc Hoan Nhi một lời thành sấm. Trước khi đại thần rời đi không khỏi cáo từ đại tư mã cao phẩm, cao phẩm cười hòa ái tự mình tiễn đối phương, đợi khách nhân rời đi ánh mắt cao phẩm tìm đến lều vải cách đó không xa nói thầm một tiếng đáp ứng như thế cũng tốt đại thần kia hồi chiều cũng mang về thái độ của thiệu bình ba cả chiều vui mừng chúc mừng bệ hạ thái thúc hùng mượn cớ thiệu bình ba có bệnh đợi lành bệnh lại nói hôn sự cũng không muộn nhưng đại thần kia một mực chắc chắn thiệu bình ba đã khỏi bệnh chỉ là đang tu dưỡng mà thôi nếu không tin có thể triệu thiệu bình ba về kinh tu dưỡng kiểm tra thái thúc hùng lại mượn cớ chiến sự gây cấn không thích hợp xử lý hôn sự. Quân thần lại nói, chính bởi vì đại chiến gay cấn, trả công chúa Thanh Bạch cũng chính là vì quét sạch đồn đại, cổ vũ quân tâm sĩ khí, nhất cử lưỡng tiện, đạo lý phải nói nhiều vô số kể. Nói trắng ra, Thái Thúc Hùng có ý nâng đỡ thiệu bình ba mọi người đều cảm nhận được, làm cho lợi ích của mọi người nhất trí, cho dù là người nhất quán đứng ở bên Thái Thúc Hùng cũng cảm nhận được thiệu bình ba khiêu chiến địa vị của mình, không dung thiệu bình ba thay vào. Mọi người căn bản mặc kệ thiệu bình ba có phải còn bệnh hay không, tại chỗ chọn ra ngày lành tháng tốt thượng tấu. Đối mặt cả chiều nhất trí tỏ thái độ, Thái Thúc Hùng chỉ có thể ân chuẩn, nhưng sau khi trở lại ngự thư phòng lập tức đập phá đồ vật. Tư vị bị mọi người bức cung không dễ chịu, có chút nuốt không trôi, tà khí này không thể dung, hắn chuẩn bị chờ thế cục của chiến trường ổn định, sẽ tìm cơ hội tính sổ với các đại thần. Hôn kỳ đã định, ngày 8 tháng sau, còn có hơn nửa tháng thời gian. Tấn Kinh, trong sứ quán Tống Quốc, Mạch Đức Mãn gặp giả vô quần, báo tình huống hỏi thăm được. Người có thể đại biểu một quốc gia đi xứ, dù không có bản lãnh gì cũng không đến nỗi ngốc, chuyện đến nước này, căn cứ các loại bố trí trước đó, thêm vào tình huống giả vô quần quan tâm, hắn đại khái đã rõ ràng mục đích của giả vô quần, bức hiệu bình ba cưới thất công chúa của Tấn Quốc. Giả vô quần nghe xong nở nụ cười, đưa tay ra sau lưng Nguyên Tòng viết, Nguyên Tòng cảm nhận được chữ viết có chút ngoài ý muốn, quay đầu lại nhìn hắn một chút, sau đó mới nói. Biết rồi, mạch đại nhân, người tới thật đúng lúc, đang muốn cáo từ mạch đại nhân mấy hôm nay quấy dày, mạch đại nhân bảo trọng, ngày khác ở tống kinh tái kiến. Mạch Đức Mãn kinh ngạc, tiên sinh muốn rời đi, giả vô quần, có chuyện quan trọng khác, dùng bữa trưa xong sẽ đi. Mạch Đức Mãn vội nói, tiên sinh đột nhiên rời đi, có phải hạ quan chiêu đãi không chu đáo hay không? Giả vô quần, không phải, thời điểm mạch đại nhân quay về tống kinh nhận chức, có thể đến tướng phủ tìm ta. Nghe hắn nói như vậy, mạch Đức Mãn liền cười rạng rỡ. Được được được, sau khi quay về Tống Kinh nhất định đi bái phòng tiên sinh. Giả vô quần không muốn cùng hắn nhiều lời, khách sáo vài câu thì đuổi đi. chương 1816, ta muốn tra án. Đợi người vừa đi, Nguyên Tòng không rõ, hỏi giả vô quần. Chúng ta rời đi, giả vô quần viết, thiệu bình ba sắp trở về, chúng ta cũng nên đi rồi, người này thủ đoạn ác độc, lưu lại khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Nguyên Tòng, ngươi làm những này, không khó tra ra chân tướng, buông tay rời đi như vậy, người không sợ bên này cha ra chân tướng sẽ xuất hiện sự cố. Giả vô quần, cha ra chân tướng lại thế nào? Đại thế đã định, những người trên chiều mới sẽ không quản nguyên nhân sau lưng thế nào, là sẽ không nhả ra, chỉ sẽ biết thời biết thế, bằng không người mù quáng cắn chết sự tình này sẽ phải gánh trách nhiệm. Thiệu bình ba nên cưới còn phải cưới, không có khả năng thay đổi. Loại bố trí này cũng không gạt được thiệu bình ba, đợi hắn kịp phản ứng, chẳng mấy chốc sẽ cha ra chân tướng, mà ta muốn chính là thiệu bình ba cha được. Nguyên Tòng, vì sao giả vô quần Thiệu Bình ba cha ra là người ở ngoài tấn quốc gây khó dễ, mặc kệ có hy vọng hay không, đều sẽ phải đăng báo Thái Thúc Hùng liên lụy tới khả năng thế lực bên ngoài nhúng tay. Thái Thúc Hùng tất nhiên sẽ động thủ, sẽ tìm mẹ con Lan Quý Phi xác nhận. Một khi cha được chứng cứ, hai mẹ con này muốn không nhả ra cũng khó. Hai mẹ con tất gánh lửa giận của Thái Thúc Hùng. Cuối cùng ta sẽ để mẹ con các nàng biết là Thiệu Bình ba không muốn kết hôn Thái Thúc Hoan Nhi mà đâm thủng sự tình này. Nguyên Tòng dường như minh bạch cái gì, ngươi muốn để mẹ con các nàng thống hận thiệu bình ba. Giả vô quần, là thái thúc hoan nhi, Lan Quý Phi thống hận lại có thể thế nào? Sau này chân chính thành thân ở chung với thiệu bình ba là thái thúc hoan nhi, tính cách của nhà đầu này ở trước khi ta động thủ đã có chút hiểu rõ, từ nghe phong thanh tình hình ngày đó trên chiều, trong xương cũng không phải hạng người nhu nhược, làm ra sự tình trả thù tàn nhẫn gì với thiệu bình ba cũng có thể xảy ra. Coi như không phát sinh cái gì, sau khi thiệu bình ba cưới nàng cũng đừng nghĩ dễ chịu, ta trước hỏi tiên sinh người không bệnh lại ho ra máu là thiệu bình ba. Nguyên tòng sửng sốt, chẳng lẽ người muốn thiệu bình ba tức chết, giả vô quần, có thể tức chết hay không không biết, nhưng tức một chút cũng không sao, nếu như không chọc tức được hắn, ta sẽ nghĩ biện pháp dạy thái thúc hoan nhi làm sao đi chọc giận. Bất quá này đều là nói sau, sát chiêu chân chính nhằm vào thiệu bình ba là ở Tề Quốc, chúng ta không ngại đi một chuyến. Nguyên tòng, chúng ta đi Tề Quốc giả vô quần muội muội của hắn ở tề kinh muội muội hắn từng cầu đệ tử quỷ y giải độc giúp em rể trong sự tình này có chút y tứ có thể nghĩ biện pháp làm chút tay chân thiệu cưới thái thúc hoan Nhi là không tình nguyện lần này cưới cũng là bị bức bất đắc dĩ để thái thúc hùng lầm tưởng thiệu bởi vậy lòng mang oán hận muốn phản đầu phục tề quốc không khó lòng nghi ngờ của đế vương rất nặng thủ đoạn của thiệu độc ác như thế thái thúc hùng không giết hắn cũng phải giam lòng chắc chắn sẽ không cho hắn đầu quân kẻ khác thiệu triệt để mất đi liên hệ với ngoại giới sẽ không có bất kỳ đất dụng võ là thịt cá trên thất gỗ lại giết chết dễ như ăn cháo nguyên tòng thổn thức lắc đầu ngươi đủ tàn nhẫn giả vô quần ai đủ tàn nhẫn ngươi phải hỏi người sau lưng ngươi nhận việc lần này vốn là phiền phức không giải quyết triệt để mà nói thiệu bình ba không phải là người hiền lành gì người ta đều sẽ gặp nguy hiểm ta viết như vậy rất mệt để ngụy đa thu thập một chút rồi rời đi lại ở đây sẽ rất nguy hiểm viết xong buông tay Nguyên tòng quay đầu lại hô, ngụy đa, sau bữa trưa, mọi người nhanh chóng rời đi, mà thiệu bình ba thân ở trong quân doanh tu dưỡng, tốc độ tra ra chân tướng dường như nhanh nằm ngoài dự đoán của giả vô quần. Chỉ mấy ngày, trừ thời gian kim xí đưa tin đi tới chỉ hoán, thiệu tam tỉnh tiến vào trong lều nhìn chung quanh một chút, trong tay áo móc ra một mật thư, nhìn thiệu bình ba thấp giọng nói. Đại công tử, trưởng quỹ gửi thư, đã tra ra sự tình. Thiệu bình ba đột nhiên mở mắt, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo cấp tốc ngồi dậy, nhận thư kiểm tra, xem sau cau mày, nói thầm. Không phải người trên chiều, giả không lưỡi, giả vô quần, ẩn tướng Tống Quốc, thiệu tam tỉnh thấp giọng nói. Sẽ không sai, trong thư nói, từ tình huống phiêu miểu các quản chế các nơi đến xem, có thể bài trừ là quan viên trong chiều chủ mưu. Hơn nữa người phiêu miểu các đã tìm tới miếu chủ của hỏa thần miếu, người này thật là bị người sứ quán Tống Quốc thu mua. Thiệu Bình Ba đứng dậy bồi hồi, kỳ quái nói, ta từng nghe nói qua vị ẩn tướng này, nhưng người này nhất quán điệu thấp, ta và hắn chưa từng gặp mặt, cũng không có ân hoán, vì sao phải hại ta? Này không bình thường, thiệu tam tỉnh buồn bực nói, là có chút kỳ quái, thiệu bình ba cúi đầu nhìn thư, xem sau nói nhỏ. Người ở sứ quán Tống Quốc, sứ quán Tống Quốc, lẽ nào là ý đồ của Tống Quốc, chẳng lẽ bên này để lộ tin tức, biết là ta chủ tính trận chiến này mới nhầm vào ta? Tay cầm thư nhẹ nhàng gõ bàn tay, chẳng trách tinh thông sự tình triều chính, nếu là ẩn tướng ở sau lưng tử bình hưu, thì không kỳ quái. Quay đầu lại nhìn thiệu tam tỉnh, cười gần, chẳng trách tử bình hưu có thể ở dưới hoàng quyền mục thị ngồi vững nhiều năm, ngô công lĩnh thượng vị hắn cũng có thể sừng sướng không đổ, chẳng trách người câm này được xưng là ẩn tướng, quả nhiên thâm tàng bất lộ. Xem ra ta nên trở về kinh thành gặp vị ẩn tướng này một chút, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn còn muốn làm gì. Đưa tin cho trưởng quý, giúp ta tập trung hắn, vì phòng ngừa có trò lừa, giúp ta chuẩn bị gặp mặt hắn. Được, thiệu tam tỉnh gật đầu đáp lại nên đi từ biệt cao đại nhân rồi, đi thôi. Thiệu Bình Ba Như trong nháy mắt khôi phục ý chí chiến đấu, vung tay lên, nhanh chân rời đi. Được biết vị này muốn hồi kinh thản nhiên đối mặt tất cả, Cao Phẩm vui mừng không ngớt, vốn muốn thiết yến tiến đưa, nhưng Thiệu Bình Ba nói thân thể có bệnh, Cao Phẩm đành phải thôi, nhưng cũng tự mình đưa tiến, tận mắt nhìn ba con phi cầm cỡ lớn chở đám người Thiệu Bình Ba bay lên không đi xa. Đường dài đằng đẵng, nhìn thấy bất quá là một đường phong vân nghênh đón Thiệu Bình Ba trở về là một ngày khí trời tốt, trước khi Thiệu Bình Ba trở về, mưa rầm bao phủ kinh thành Tấn Quốc mấy ngày liền tan hết. Nhưng chờ đợi hắn không phải tin tức tốt gì, về đến nhà, sau khi tắm rửa xong, chuẩn bị tiến cung gặp mặt Thái Thúc Hùng, Thiệu Tam tỉnh lại đưa tới một mật thư, nói nhỏ một tiếng. Trường quỹ gửi thư, Thiệu Bình Ba lập tức mở ra xem, xem xong không khỏi vỗ bàn, lạnh lùng nói. Chạy, vậy mà đã sớm chạy, tốc độ phản ứng thật nhanh, từng bước đi ở trước ta, xem ra đích xác là mưu đồ đã lâu. Thiệu Tam Tỉnh, Đại Công Tử, người không ở đây, làm sao lo liệu? Thiệu Bình ba vò trang giấy trên bàn, hắn chạy được sao? Ta không tin trưởng quỹ không tìm được hắn, đưa tin cho trưởng quỹ, tìm ra hắn cho ta, một khi tìm được, lập tức bắt lấy. Hừ hừ, mưu đồ đã lâu, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn còn muốn làm gì, tìm được hắn, lập tức cậy miệng hắn ra. Này, thiệu tam tỉnh hãi hùng khiếp phía, đại công tử, hắn ra tay bắt người thích hợp sao chỉ sợ hắn không dám làm a à. thiệu bình ba nói cho trưởng quỹ giả không lưới kia ở thật xa chạy tới lẽ nào chỉ vì buộc ta cưới thất công chúa sự tình này không đơn giản còn không biết đến tột cùng muốn nhằm vào ta làm gì một khi ta có chuyện nói không chắc sẽ liên lụy hắn lẽ nào hắn không muốn làm rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra sao việc này phải nhanh một khi đối phương thật có hậu thủ một khi chờ hậu thủ của đối phương bạo phát ra sẽ cực kỳ phiền phức, nói cho trưởng quỹ nhất định phải nhanh. Cũng không có gì quá khó khăn, nếu như đối phương công khai hành tung có lẽ không dễ xử lý, hành tung quỷ dị ngược lại dễ làm. Bảo trưởng quỹ trực tiếp phái ra tâm phúc của mình, trực tiếp lấy thân phận phiêu miểu các tới tìm bọn hắn. chương 1817, thẩm vấn, bắt người, một. Lấy thân phận của phiêu miểu các chấn nhiếp, cho bọn hắn mấy lá gan cũng không dám phản kháng, dưới tình huống không kinh động bất kỳ người nào lặng lẽ mang đi, sau đó bí mật khống chế lại, sau khi cậy miệng ra, để tránh tiết lộ phong thanh, có thể trực tiếp. Giết, thiệu tam tỉnh gật đầu. Được, chờ đã, thiệu bình ba lại gọi hắn, vừa định phân phó cái gì, bỗng nhấc tay nhìn mật thư. Từ thời gian hồi âm đến xem, trưởng quỹ không ở thánh cảnh, hẳn là cách chúng ta không xa. Nói xong phân phó thiệu tam tỉnh nói, triệu tập hết thầy nhân thủ hắc thủy đài ta có thể sử dụng tới gặp ta. Thiệu tam tỉnh hồ nghi nói, không đi gặp bệ hạ, thiệu bình ba nhìn trang giấy, đắt đầy sát cơ, lạnh lùng nói. Tình huống có biến, tạm thời không gặp, trước hết để cho bệ hạ thờ ơ lạnh nhạt đi. Một đám gian tặc trên chiều, không cho bọn hắn chút màu sắc nhìn xem, thì thật coi ta là bùn nhão sao, vì chiến cuộc dễ dàng hành sự, bệ hạ cho ta quyền sinh sát nhất định, không dùng thì tiếc, để ta thay bệ hạ ra ngụm ác khí. Triệu tập nhân thủ, ta muốn tra án, tra gian tế thông đồng với ngoại quốc, nhanh đi. Vâng, thiệu tam tỉnh lĩnh mệnh rời đi, rất nhanh, một đám hắc y nhân xuất hiện ở trong đình viện đứng trang nghiêm, Thiệu Bình Ba tóc mai điểm bạc, mặt không hề có cảm xúc, trên eo đeo bội kiếm, tay vịn bảo kiếm, nhanh chân đi ra, xuyên qua đám hắc y nhân. Đám hắc y nhân lập tức đuổi tới, đi theo phía sau Thiệu Bình Ba. Ra đại môn, Thiệu Bình Ba không có dùng xe ngựa, mà kéo một con bạch mã, xoay người lên ngựa, hai gót chân dùng sức đạp bụng ngựa, ngựa hí lên lao ra, vọt thẳng về phía trước, áo choàng phần phật bồng bềnh ở phía sau một đám hắc y nhân rong rủi đi theo, tiếng chân ầm ầm như sấm nổ chấn động kinh thành. Thủ vệ cửa thành chặn lại, hắc y nhân lộ ra lệnh bài của hắc thủy đài, thủ quân cấp tốc cho đi, thiệu bình ba từ đông môn rong rủi đi ra. Đồng thời có hai nhân viên hắc thủy đài nhận lệnh của thiệu bình ba, thẳng đến nơi chú quân ở ngoại thành, trong phạm vi quyền hạn tuyên chuyển hơn trăm người, dẫn đầu chạy tới Nam Lang Sơn, thẳng đến hỏa thần miếu, bắt lấy toàn bộ nhân viên trong miếu, giải đến nhà giam do hắc thủy đài khống chế, trực tiếp triển khai thẩm vấn. Danh tự nhà giam của Hắc Thủy Đài đơn giản trực tiếp, Hắc Ngục. Trong Hắc Ngục, mấy chục thần thị bị bắt tới, từng cái từng cái ở dưới nghiêm hình gào kêu thảm thiết. Thẩm vấn là ý tứ của Thiệu Bình Ba, cha danh sách quan to quý nhân trong vòng một năm đi tới hỏa thần miếu dân hương. Mà bản thân Thiệu Bình Ba thì dẫn người lao thẳng tới một tiểu trấn ở ngoài mấy chục dặm, nhân mã nhảy vào tiểu trấn, trực tiếp bao vây một khách sạn. Bộ khoái trong trấn tới quát tháo, hỏi chuyện gì xảy ra, lại là người nào. Một lệnh bài hắc thủy đài lộ ra, bộ khoái nơm nớp lo sợ lui qua một bên. Hắc thủy đài chính là cơ cấu bí mật trên tay hoàng quyền, vì chấp hành nhiệm vụ đặc thù, quốc gia giao cho đại quyền tiền trảm hậu tấu, không phải bọn hắn có thể chiêu tới. Thiệu bình ba ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa không có xuống, nhấc tay ra hiệu. Thiệu tam tỉnh lập tức nhảy xuống ngựa, dẫn mọi người vọt vào khách sạn, rất nhanh bắt được một người trong khách sạn, nhấn quỷ gối ở trước ngựa của thiệu bình ba. Thiệu bình ba lạnh lùng hỏi, ngươi là người phương nào? người kia giống như người bán hàng rong, sợ đến run lẩy bẩy. Tiểu nhân, tiểu nhân là miếu chủ hỏa thần miếu ở Nam Lăng Sơn. Thiệu Bình Ba, tức là miếu chủ của hỏa thần miếu ở Kinh Thành, vì sao lại ở đây, lại vì sao ăn mặc như thế? Tiểu nhân, tiểu nhân, miếu chủ hoảng hốt, hắn vốn bị người phiêu miếu các tìm tới, đương nhiên hắn cũng không biết là người phiêu miếu các, nhưng biết sự tình bị người thu mua ở trước mặt quý phi nương nương nói hưu nói vượn bại lộ, lo lắng sợ sệt, vì vậy chạy trốn, nào dám dễ dàng nói chân tướng lửa gạt Hoàng Quý Phi. Nhưng không biết hắn sớm đã bị nhìn chằm chằm, bằng không Thiệu Bình Ba nào có thể trực tiếp tìm được hắn. Mang đi, Thiệu Bình Ba nói xong, thúc ngựa rời đi, bắt được miếu chủ, mọi người lại ầm ầm rời đi, trực tiếp phản hồi kinh thành, có thể nói đến cũng vội vã, đi cũng vội vã. Mọi người lại lần nữa từ đông môn nhảy vào kinh thành, thẳng đến hắc mục của hắc thủy đài. Trước mục có người nghe tin ra nghinh tiếp, Thiệu Bình Ba nhảy xuống hỏi thẩm vấn thế nào rồi? Nhân viên hắc thủy đài vẫn ở bên cạnh phụ trách phối hợp hắn hành động trả lời. Đều không phải xương cứng gì, ở dưới nghiêm hình, hỏi cái gì đáp cái đó, đều khai sạch, danh sách đại nhân muốn ở đây. Hai tay dâng lên một phần danh sách, thiệu bình ba cầm danh sách nhìn, lông mày nhíu lại, áo choàng vung một cái, không nói hai lời, trực tiếp xông vào hắc ngục. Miếu chủ không cần phải nói, bị kéo vào đại lao. Thư lại của hắc ngục chắp tay hành lễ, thiệu bình ba không có thời gian để ý, vỗ danh sách vào trên bàn, trực tiếp mượn bút của thư lại dùng một lát, ở trên danh sách khoanh tròn một đống danh tự. Sau đó cầm danh sách đi tới một bên, gọi thiệu tam tỉnh qua, đưa danh sách tới. Những người bị khoanh tròn kia, người và hắc thủy đài phối hợp một chút, nhìn xem gia quyến nào có quan hệ tới khí vân tông, có quan hệ tới khí vân tông toàn bộ móc ra. Vâng, thiệu tam tỉnh cầm danh sách lập tức đi chấp hành, mà thiệu bình ba thì thẳng đến nơi sâu xa của đại lao, tự mình thẩm vấn miếu chủ. Miếu chủ đã bị cột vào hình giá, y phục đã bị bới sạch sành xanh. Người phụ trách lục soát lấy ra một đống kim phiếu, ngân phiếu đưa đến trước mặt thiệu bình ba. Đại nhân, này đều là từ trên người hắn tìm ra được. Xem ra hỏa thần miếu này có không ít mỡ. Thiệu bình ba hừ lạnh một tiếng, đi tới trước hình giá, tay cầm chuôi kiếm, bá một tiếng, bảo kiếm ra khỏi vỏ. Miếu chủ bị dọa sợ, hoảng sợ nói. Tha mạng, tha mạng, chỉ cần tha tiểu nhân một mạng, tiểu nhân khai hết. A. À, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đau đến cả người run rẩy. Một đạo hàn quang lóe lên, Thiệu Bình ba tay lên kiếm xuống, một cánh tay bị chặt đứt tận gốc. Trong cung, trong một lầu các, đợi đại thần nói chuyện lui ra, Thái thúc hùng hỏi một tiếng. "Không phải Thiệu đại nhân đã trở về sao, còn chưa tiến cung?" Đào Lược nói, đang muốn bẩm báo cho bệ hạ sự tình này, Thiệu đại nhân không có tiến cung, mà mang nhân viên Hắc Thủy Đài ra khỏi thành, còn tuyên chuyển chú quân ở ngoại thành. Chú quân lao thẳng tới Hỏa Thần Miếu ở Nam Lang Sơn, một đám thần thị ở Hỏa Thần Miếu bị bắt trở về hắc ngục thẩm vấn. Mà Thiệu đại nhân thì trực tiếp dẫn người lao về phía thôn trấn cách kinh thành 30 dặm, từ trong một khách sạn bắt được miếu chủ muốn chạy trốn. Vừa vận nhận được tin tức, cũng đã mang về hắc ngục. "Ồ, Thái Thúc Hùng có chút ngoài ý muốn," ánh mắt lấp lóe nói. "Vì sự tình của Lan Quý phi sao? Sự tình mẹ con Lan Quý phi đi Hỏa Thần Miếu không gạt được bên này, chỉ là bên này không có tra cứu mà thôi." đào lược cúi người, hẳn vậy, thái thúc hùng than thở. Xem ra hắn vẫn không cam lòng, cha được lại có ý nghĩa gì, đại cục đã định, muốn dựa vào cái này cực tuyệt sao. Đào lược, thiệu đại nhân tuân ý chỉ của bệ hạ, chủ tính chiến sự ở tiền tuyến, trách nhiệm trọng đại, có đại quyền tuyên chuyển nhân viên hắc thủy đài hành sự, không có ý chỉ của bệ hạ, lão nô cũng không tiện ngăn cản. Thái thúc hùng, hắn không truy cứu sự tình này sợ là không cam lòng, sự tình này cũng đích xác hủy khuất hắn, trước tiên để hắn nháo đi, nhìn chằm chằm một chút, đừng cho hắn huyên náo quá mức là được. Đào lược cung kính nói, vâng, hắc ngục, thiệu bình ba lấy được khẩu cung mới nhất nhanh chân đi ra, trực tiếp xoay người lên ngựa, tiếng chân ầm ầm. Ra nơi đây, mọi người lại thẳng đến phủ nha môn của đại hành lệch, thiệu bình ba đến tung người xuống ngựa, leo lên bậc thang. Thị vệ phủ nha môn ngăn cản, nhân viên hắc thủy đài lập tức xông lên trước, lộ ra lệnh bài cảnh cáo, thị vệ hai mặt nhìn nhau, một người nói. Đợi ti trước thông bẩm Trường 1818, thẩm vấn, bắt người hai Không cần, thiệu bình ba lười nhiều lời, đẩy ngăn cản ra, trực tiếp xông vào, khí thế này thật có thể nói lôi lệ phong hành. Rất nhanh, các quan viên bị kinh động, đại hành lệnh quách văn thượng cũng kinh ngạc đi ra. Thiệu bình ba chạm mặt, lạnh nhạt nói, quách đại nhân, sắc mặt quách văn thượng có chút giận dữ, chỉ vào mọi người như hổ như sói xông tới, lạnh lùng nói. Thiệu đại nhân, người mang người tự tiện xông vào nha môn là đạo lý gì? Thiệu Bình ba phất tay áo, một lệnh bài do Thái Thúc Hùng Ngự tặng lộ ra. "Quách đại nhân, bản quan phụng chỉ ở tiền tuyến hoạch định kế sách đề, vệ đại chiến, căn cứ tiền tuyến nắm giữ tình báo, có gian tế địch quốc lẻn vào kinh thành cấu kết quan viên triều đình làm loạn, việc quan hệ chiến sự, bản quan không dám sơ suất, bởi vậy khẩn cấp phản hồi kinh thành tra rõ, mong Quách đại nhân phối hợp." Quách Văn Thượng vung tay áo, "Hoang Đường, lẽ nào ngươi là ám chỉ bản quan cấu kết gian tế địch quốc sao?" Thiệu Bình ba lạnh nhạt nói. Quách đại nhân không cần xuất sắng, chỉ là muốn hỏi quách đại nhân một chút khẩu cung mà thôi. Khẩu cung, quách văn thượng cười lạnh, ta là mệnh quan triều đình, người coi ta là phạm nhân thẩm vấn sao. Thiệu bình ba đột nhiên hét, dẫn tới, hậu phương rối loạn tương bừng, một người vô cùng chật vật bị kéo tới, một bàn tay đã bị chém đứt, chỉ băng bó đơn giản một chút, dáng dấp rất thê thảm, chính là hỏa thần miếu miếu chủ. Ngươi, ngươi là, tuy chật vật, nhưng quách văn thượng vẫn nhận ra đối phương. Thiệu Bình Ba lạnh lùng nhìn Phạm Nhân, nói đi, nói hôm nó quách đại nhân đi hỏa thần miếu phát sinh cái gì. Là tiểu nhân nhất thời hồ đồ, miếu chủ sợ hãi khai báo, t quách văn thượng nghe xong hít vào một ngụm khí lạnh, hắn không ngốc, lập tức liên tưởng đến tình hình Lan Quý Phi muốn gặp giả vô quần, kia không phải trùng hợp, mà là có người chủ mưu, sau lưng đến cùng liên lụy bao nhiêu đại sự, trong lúc nhất thời hắn cũng không rõ sâu cạn. Bạch, thiệu bình ba rút bảo kiếm bên hông ra nửa đoạn, quách đại nhân, cũng không phải coi đại nhân như phạm nhân thẩm vấn, mà là điều tra lấy chứng cứ. Chiến sự ở tiền tuyến khẩn cấp, việc quan hệ chiến sự thành bại, việc quan hệ vô số tính mạng của thanh niên tấn quốc, trước khi ta đi tới tiền tuyến, bệ hạ cho ta đại quyền gặp thời quyết định, có thể tiền trảm hậu tấu, bây giờ chứng nhân ở đây, lại liên lụy tới quách đại nhân, nếu quách đại nhân không phối hợp điều tra, vậy đừng trách thiệu mỗ lấy quân pháp hành sự. Quách văn thượng vội vàng khoát tay nói, thiệu đại nhân, sự tình này có chút hiểu lầm, ta cũng không biết giả vô quần ở sau lưng làm cái gì, chỉ tuân theo chuẩn tắc của đại hành lệnh chiêu đãi sứ thần mà thôi. Bảo kiếm trong tay Thiệu Bình Ba vào vỏ, vung tay lên. Ghi lại lời nói của Quách đại nhân, nhân viên Hắc thủy đài cũng không biết sự tình sâu cạn, nhưng thấy cha ra một loạt sự tình âm mưu liên quan tới ngoại giao, trong lòng đã bắt đầu nghiêm túc đối xử, có thể nói cực kỳ phối hợp Thiệu Bình Ba hành sự, một nhân viên Hắc thủy đài lấy giấy và bút mực, Thiệu Bình Ba bắt đầu hỏi, Quách Văn Thượng thì trả lời đợi hỏi xong thiệu bình ba ra hiệu quách văn thượng ký tên vào khẩu cung ta tin tưởng quách đại nhân thanh bạch quách đại nhân quấy dày rồi cáo từ thiệu bình ba chắp tay bái biệt sau đó quay đầu rời đi quách văn thượng lúng túng chắp tay mọi người xông vào phủ nha đại hành lệnh ào ào đi ra thiệu bình ba đứng ở ngoài cửa hít sâu một hơi lấy được khẩu cung của miếu chủ lại được khẩu cung của quách văn thượng đã ngồi vững âm mưu ngoại địch kế hoạch của hắn cũng đã thành công một nửa móc ra danh sách được thiệu tam tỉnh chỉnh đốn lại, hỏi một tiếng. Phủ đệ của những người trên danh sách, nhà ai cách nơi này gần nhất? Một nhân viên hắc thủy đài tiến lên, chỉ một danh tự trên danh sách. Nội sử triệu công quyền triệu đại nhân, được, vậy trước tiên đi nhà của triệu đại nhân, dẫn đường. Thiệu bình ba thu danh sách lại, đi tới trước ngựa, áo choàng vung một cái, xoay người lên ngựa. Kỵ mã lại ầm ầm rong rồi rời đi, rất nhanh thì đến triệu phủ, mọi người trực tiếp xông vào sau khi xông vào trực tiếp theo danh sách bắt người huyên náo triệu phủ gà bay chó chạy căn bản không biết phát sinh sự tình gì thiệu bình ba tay cầm lệnh bài của thái thúc hùng đến hộ vệ pháp sư trong phủ không dám vọng động chỉ chốc lát bốn lão bà của nội sử triệu công quyền triệu đại nhân thì có ba người bị tóm kể cả con cái cùng bắt luôn đúng lúc này một thiếu niên áo gấm từ bên ngoài vội vã chạy vào nhìn thấy mẫu thân và huynh đệ tỉ muội của mình bị bắt không khỏi lo lắng lớn tiếng nói lớn mật có biết này là nơi nào không ai dám cản dỡ thiệu bình ba xoay người quay đầu lại hỏi này là người phương nào một tùy tùng hắc thủy đài nói ấu tử của triệu đại nhân triệu ngọc quân thiệu bình ba có liên quan tới thái thúc thị không không tùy tùng hắc thủy đài chỉ chỉ một phụ nhân bị bắt ra hiệu là nàng sinh thiệu bình ba ý vị sâu xa ồ một tiếng đi tới trước mặt thiếu niên lộ ra thần thái rất khách khí cung cung kính kính chắp tay hành lễ nói gặp qua triệu công tử hạ quan đang tra bản án tư thông với gian tế địch quốc, mong công tử đừng gây trở ngại. Tiếp đó từ trong tay áo lấy ra một lệnh bài cho đối phương xem. Triệu Ngọc Quân chỉ về phía mẫu thân của mình, cả giận nói. Nói tào lao cái gì? Gian tế tư thông với địch quốc liên quan gì tới mẫu thân ta? Các ngươi có chứng cứ không? Thiệu Bình Ba Khiêm Cung nói. Chỉ là mang về hỏi, xin công tử đừng quấy rầy phá án. Triệu Ngọc Quân, chuyện cười, không có chứng cứ, bằng cái gì bắt người? Thiệu Bình Ba, công tử là muốn cản trở sao? Tất cả chờ gia phụ đến rồi lại nói. Triệu Ngọc Quân xoay người khiển trách, người đâu, nhanh đi nha phủ thông cáo phụ thân. Sau lưng đột nhiên bá một tiếng, hắn cũng cương tại chỗ, chậm rãi cúi đầu, nhìn ngược mình bị kiếm xuyên qua. Bảo kiếm bên hông Thiệu Bình Ba đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm đâm thủng trái tim đối phương. Người Triệu phủ kinh ngạc đến ngây người, người Hắc thủy đài cũng kinh ngạc đến ngây người, ngay cả Thiệu Tam tỉnh cũng bối rối, ai cũng không nghĩ tới. Ai có thể nghĩ đến Thiệu Bình Ba dám trực tiếp hạ sát thủ với nhi tử của Triệu Công Quyền, hơn nữa là đột nhiên rút kiếm giết. Quân nhi, phụ nhân bị bắt kia phát ra tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, muốn tránh thoát giam cầm cứu nhi tử, nhưng lại bị người khống chế khó có thể thoát khỏi. Thiệu Bình Ba rút kiếm về, Triệu Ngọc Quân ngã xuống đất co giật, máu tươi chảy trên mặt đất. Thiệu Bình Ba lau vết máu trên kiếm, mặt không biểu cảm tra bảo kiếm vào vỏ, mắt lạnh đảo qua bốn phía. Lại có người chống cự, lấy tội phản quốc xử lý người triệu phủ nơm nớp lo sợ, cảm giác sợ hãi kéo tới. trước còn có người kêu gào đều ngậm miệng. phụ nhân gào khóc kia đã hôn mê bất tỉnh. đại nhân, này, một nhân viên hắc thủy đài kinh hoàng đi tới phụ cận. thiệu bình ba nhấc tay không cho hắn hỏi. đại công tử, thiệu tam tỉnh cũng kinh hoàng đi tới. ở trước mặt nhiều người như thế, một bộ không biết nên nói cái gì cho phải. giấy bút, thiệu bình ba phân phó một tiếng, sau đó tay chỉ một cái bàn ở trong hành lang. thiệu tam tỉnh sai người đi lấy giấy bút đến đồng thời mang cái bàn tới. Cái bàn đặt ở trước mặt Thiệu Bình Ba, giấy bút cũng được đưa đến, Thiệu Bình Ba nghiêng đầu ra hiệu. Tiếp tục lo liệu sự tình của các ngươi." Nhân viên Hắc Thủy Đài lập tức bắt người giải ra ngoài, làm người nhìn thấy mà giật mình là, Thiệu Bình Ba cúi người, lấy bút trong tay đi chấm máu tươi của Triệu Ngọc Quân ở trên đất, sau đó viết chữ, lấy máu của ấu tử Triệu ra làm mực. Trước đó vài ngày mưa dầm tản đi, thật không dễ dàng được khí trời tốt, nhưng dưới ánh nắng tươi sáng một nam tử phong độ nho nhã lại đứng ở bên thi thể lấy máu người viết chữ, trên dưới triệu phủ không biết bao nhiêu người cảm thấy không rét mà run, không ai dám lấy triệu đại nhân ra kiêu ngạo nữa. chương 1819, này không phải hồi kinh thành thân A. Thiệu Tam tỉnh để sát vào bên người Thiệu Bình Ba, cực kỳ thấp thỏm nói. Đại công tử, ngài làm như vậy, làm sao bàn giao với bệ hạ? Phong thư này chính là bàn giao cho bệ hạ, những người này bức cung bệ hạ, cũng nên biết nặng nhẹ rồi thiệu bình ba hạ bút bình ổn không nhanh không chậm nói triệu đại nhân không phải ở trên chiều nhảy nhót tưng bừng nhất sao ngụm máu kia của ta không thể phun vô ích làm sao cũng phải có người trả giá chứ lấy máu của nhi tử hắn trả cũng xem như miễn cưỡng thiệu tam tỉnh rất bất an ngài làm như vậy mà nói cả chiều sẽ không bỏ qua cho ngài thiệu bình ba người từ đâu nhìn ra bọn hắn có dự định buông tha ta ta không giết ta không phản kích bọn hắn có thể buông tha ta sao Ta càng nuốt giận vào bụng, bọn hắn càng không cho là đúng. Đã không dung được ta, muốn dồn ta vào chỗ chết, muốn đối nghịch với ta, vậy thì đến đi. Lão thiệu, không làm bọn hắn sợ, không cho bọn hắn ăn giáo huấn có kiêng kỵ, sau này bọn hắn sẽ càng ngày càng trắng trợn không kiêng rẻ. Ta cũng không muốn đi tới một bước này, bây giờ ta đã không có lựa chọn, là bọn hắn buộc ta. Bằng bọn hắn cũng muốn đẩy ngã ta, không phải ta xem thường bọn hắn, nhưng chỉ là một đám hạng người tầm thường mà thôi thiệu tam tỉnh trầm mặc ngấm lại cũng phải tâm tình dần dần trầm ổn xuống hỏi sự tình làm lớn rất nhanh bệ hạ sẽ phái người đến ngăn cản người phía sau sợ là không dễ động thiệu bình ba lại cúi người chấm máu viết người yên tâm bệ hạ sẽ ngồi xem viết thư xong để bút xuống cầm trang giấy lên thổi thổi giao cho đối phương chết người tất nhiên sẽ kinh động bệ hạ không cho bệ hạ cái bàn giao là không được lệnh hắc thủy đài lập tức trình lên cho bệ hạ vâng Thiệu Tam tỉnh gian nan đáp lại, thư được nhét vào một ống kim loại, phong ấn lên, sau đó một nhân viên hắc thủy đài cấp tốc chạy ra triệu phủ, vội vàng lên ngựa, trực tiếp lao về phía hoàng cung. Chỉ chốc lát sau, đám người thiệu bình ba ra triệu phủ, mọi người lên ngựa đi nhà tiếp theo. Trong đình viện, một bộ thi thể nằm tĩnh lặng, đám hạ nhân không dám tới gần, phu nhân chính thất của triệu công quyền cũng bị dọa sợ, do tức phụ thái thúc thị nâng đỡ, lòng vẫn còn sợ hãi. Đợi đến phục hồi tinh thần lại, phòng chính thất mới phát hiện, trừ phòng mình, ba phòng khác chỉ cần ở nhà toàn bộ bị bắt, mặc kệ nam nữ già trẻ. Sau khi đám người thiệu bình ba đi không bao lâu, thì có vài kỵ mã chạy như bay đến, nội sử triệu công quyền ở dưới hộ vệ đi cùng vội vã phản hồi. Kỳ thực đám người thiệu bình ba vừa đến, gây ra động tính, thì lập tức có người lặng lẽ ra cửa sau, chạy đi mật báo cho triệu công quyền, triệu công quyền nhận được tin tức vội vàng phản hồi. Lão ra, sao giờ ngài mới về? Quản gia vừa thấy hắn, không khỏi quỳ xuống gào khóc khóc cái gì xảy ra chuyện gì thiệu bình ba đâu triều công quyền quát lòng rất nổi giận vừa nghe được tin tức liền nổi giận được lắm thiệu bình ba dám xông vào phủ nội sử đại thần của hắn gây sự thật là chán sống bỗng nhìn thấy cách đó không xa có người nằm ở trong vũng máu kinh ngạc đến ngây người khó có thể tin bước nhanh về phía trước khi thấy rõ khuôn mặt người chết hắn không khỏi kinh hô quỳ xuống quân nhi quân nhi pháp sư pháp sư nhanh cứu người nhanh cứu người còn cứu cái gì chứ không cần cứu vừa nhìn liền biết không cứu được người ngoài chỉ có thể tiến lên khuyên hắn nén bi thương ấu tử bị giết triệu công quyền đau thấu tim gan gào khóc thảm thiết trong nhà chỉ có nhi tử này chưa kết hôn hắn rất thương yêu lúc trước trên triều thất công chúa bức hôn hắn còn không chịu không nghĩ tới bây giờ bị người hạ độc thủ ở dưới bi thương triệu công quyền đứng dậy tóm chặt một vị hộ pháp sư ngay cả người nhà của ta cũng không bảo vệ được để người hành hung ở trong nhà của ta ta nuôi các ngươi làm gì a à? tu sĩ kia khổ sở nói, đại nhân, đối phương khí thế hùng hổ, người tới đều là người hắc thủy đài, tay lại cầm lệnh bài của bệ hạ, chúng ta không biết chuyện gì, không dám loạn động, cũng không dám động bọn hắn, tổn thương bọn hắn mà nói, chỉ sợ đại nhân sẽ càng phiền toái. Cũng phải có thể gây tổn thương mới được, thái thúc hùng phái người bảo vệ thiệu bình ba đều là cao thủ trong tu sĩ, sao có thể để bọn hắn vọng động. Triều công quyền đẩy hắn ra, gầm hét lên, ai giết, là ai giết nhi tử của ta. Quản gia khóc nói, là thiệu đại nhân, là thiệu bình ba tử tay giết chết, hắn ở trước mặt mọi người rút kiếm, đâm chết công tử. a à, triệu công quyền che ngực, tim đau đớn, phất tay chỉ về phía một đám tu sĩ. Các ngươi, các ngươi lập tức đi bắt hắn cho ta, lão phu muốn đâm cầu tặc này. Đám tu sĩ hai mặt nhìn nhau, một người nói, đại nhân, kia là người hắc thủy đài, toàn bộ kinh thành, trừ bệ hạ, không người dám động. Chúng ta không dám, quản gia tiến lên đỡ lấy triệu công quyền. Đại nhân, nhị phu nhân, tam phu nhân cùng tứ phu nhân, còn có mấy vị công tử và tiểu thư đều bị thiệu bình ba bắt đi, trên tay thiệu bình ba có con tin, không thể vọng động, hiện tại phải nghĩ biện pháp cứu bọn hắn, đại nhân, nhanh đi tìm bệ hạ đi. Bệ hạ, phải, bệ hạ, đi, lão phu muốn tiến cung. Triệu công quyền rít lên một tiếng, bước nhanh rời đi, không lưu tâm đến chính thất phu nhân vẫn còn. Bệ hạ, bệ hạ, việc lớn không tốt rồi, ngựa thư phòng, đào lược vội vã xông vào, giáng dấp kinh hãi đến biến sắc. Thái thúc hùng đang duyệt tấu chương ngẩng đầu lên hỏi chuyện gì hoang mang như vậy. Đào lược vẻ mặt đau khổ nói: bệ hạ, thiệu đại nhân mang theo người hắc thủy đài trực tiếp xông vào phủ của nội sử triệu đại nhân ở trước mặt mọi người giết tiểu nhi tử của triệu đại nhân. A, à, Thái thúc hùng giật nảy cả mình, bút trong tay rơi xuống, bỗng nhiên đứng lên, cả giận nói: hắn điên rồi sao? Không phải bảo ngươi theo dõi hắn sao? Đào lược khó xử nói: theo người phía dưới báo. Thiệu đại nhân đột nhiên rút kiếm ra tay, thực quá ngoài ý muốn, ai cũng không nghĩ tới hắn dám hành hung ở triệu phủ, đều không kịp phản ứng. Bệ hạ, này là huyết thư thiệu đại nhân phái người trình báo. Huyết thư, cái đồ vật gì, thái thúc hùng cướp thư đến tay, mở ra xem, quả nhiên là huyết thư, nhưng chữ viết ngay ngắn, không giống như huyết thư ở dưới nghị cảnh viết, còn chưa nhìn nội dung, nhịn không được ngửi ngửi, đích xác là có mùi máu tanh, không khỏi hỏi. Có ý gì, đào lược nhắc nhở, người phía dưới báo. Thiệu đại nhân ở triệu phủ lấy bút, chấm máu của ấu tử triệu đại nhân, viết xuống phong thư này trình báo bệ hạ. Gia hỏa này điên rồi hay chán sống, thái thúc hùng tức giận, lại nhìn nội dung huyết thư, dần dần, sắc mặt giận giữ chậm rãi tiêu tán, xem xong buông huyết thư xuống, ánh mắt lấp lẽ, chợt lạnh cười một tiếng. Này không phải hồi kinh thành thân A, mà là đến tìm cả triều tính sổ, hắn phun ngụm máu kia, nhìn dáng rất là muốn tính ở trên người nhi tử của triệu công quyền. Đào lược thử dò xét nói, bệ hạ, lão nô có nhìn nội dung huyết thư, không dám tự tiện chủ trương, cho nên không có lệnh người hắc thủy đài ngăn cản thiệu đại nhân tiếp tục. Bệ hạ, ngài xem có cần truyền lời ngăn cản hay không? Ngăn cản, ngăn cản cái gì? Một đám cẩu vật, dám bức bách bản vương, cũng nên có người cho bọn hắn chút màu sắc nhìn xem rồi. Thái thúc hùng cua cua huyết thư trong tay, vẫn là vị thiệu đại nhân này của chúng ta thủ đoạn lợi hại. Bản vương thật không nhìn lầm người, hắn vừa hồi kinh, liền dùng thủ đoạn lôi đình càn quét, bản vương muốn nhìn xem đám gia hỏa kia có thể chặn được hay không. Cho hay còn ở phía sau, hôn sự này, sợ là phải hủy bỏ rồi. Đao lược, bệ hạ, thiệu đại nhân là đang đối địch cả chiều, sau này sợ là không sống yên ổn được. Thái thúc hùng hừ lạnh, là người trên chiều bức hắn trước, vị thiệu đại nhân này cũng không hồ đồ, biết thế đơn lực bạc nhường nhịn sẽ không đổi được thỏa hiệp, nên không có bất kỳ mong đợi, rũi đầu là một đau, không rũi đầu cũng là một đau, vậy dứt khoát buông tay đi làm chương 1820, có chừng mực, hắn đang kéo bản vương và hắn đồng thời gánh sự tình này. Không giúp hắn lại không được, bằng thủ đoạn và bản lĩnh của vị này, hoan nhi thật muốn gả cho hắn, có thể có ngày sống dễ chịu mới lạ. Thái thúc hùng vứt huyết thư trên tay xuống bàn, sợ là triệu đại nhân sẽ tới, từng cái từng cái chạy tới, bản vương không chịu nổi, bản vương tạm thời không muốn gặp, chờ người đến đông đủ lại đồng thời gặp A. Vâng, đào lược cúi người, lão nô sẽ phân phó người ngăn trở ánh mắt thái thúc hùng nhìn ra ngoài cửa lan quý phi hẳn đang cao hứng chuẩn bị đồ cưới đào lược thật giống như thế chuyện này hẳn là không thành rồi thái thúc hùng liếc nhìn công văn trên bàn phất tay nói đi đi cung của lan quý phi xem một chút đúng rồi thuận tiện sai người đi hắc mục lấy một phần khẩu cung đến vâng đào lược đáp lại đi theo thái thúc hùng vừa ra khỏi cửa liền gọi một thái giám đến phân phó nghe hoàng đế đến lan quý phi đang bận rộn chọn đồ cưới tranh thủ nghinh tiếp nụ cười trên mặt không tan thái thúc hùng đi dạo ở trong đình việt đưa tay sờ sờ một dương tơ lụa hỏi chuẩn bị đồ cưới lan quý phi đi ở bên cạnh cười nói dù sao cũng là hôn sự của nữ nhi bệ hạ công vụ bề bộn nếu như thần thiếp lại không bận tâm thì không ai bận tâm cũng phải làm mẹ lẽ ra nên như vậy thái thúc hùng gật đầu hỏi chuẩn bị những gì rồi sau đó nhìn qua lan quý phi cười nói đồ vật còn đang chuẩn bị nhất thời cũng không đặt mua hết được may là còn có chút thời gian chuẩn bị. Bệ hạ ngài nhìn xem, cảm thấy không thích hợp có thể lấy xuống, còn thiếu cái gì cũng có thể bù đắp. Tốt tốt, để bản vương nhìn xem." Thái Thúc Hùng qua loa hai câu, qua một lúc, một thái giám đi tới, đưa một phần công văn cho Đào Lược. Đào Lược lật xem, hơi gật đầu, phất tay bảo thái giám kia lui ra, sau đó đi tới bên người Thái Thúc Hùng. "Bệ hạ, đồ vật đã tới." "Ồ," Thái Thúc Hùng thả xuống lễ vật, nhận công văn lật một chút xoay người đi tới bên đình nghỉ mắt ngồi xuống tiếp tục lật xem khẩu cung từ hắc mục đưa tới lan quý phi không biết xem đồ vật gì cũng không muốn nhòm ngó cơ mật triều đình huống hồ bên cạnh còn có đào lược nhìn chằm chằm bất quá vẫn ở một bên châm trả rót nước tự mình hầu hạ đợi xem xong khẩu cung thái thúc hùng cũng không ngẩng đầu lên hỏi đào lược vâng đào lược hiểu ý phất tay lệnh cung nữ thái giám ở xung quanh lui ra lan quý phi nhìn chung quanh nhận ra được một chút không đúng thái thúc hùng vẫn nhìn chằm chằm khẩu cung bỗng nhiên nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói lan quý phi có một người tên giả vô quần người nhận thức không trong lòng lan quý phi hơi hồi hộp một chút nhưng miễn cưỡng cười nói bệ hạ nói là ẩn tướng tống quốc sao thái thúc hùng không hé răng cũng không ngẩng đầu tiếp tục lật xem đồ vật trên tay chờ nàng trả lời lan quý phi cảm giác áp lực gượng cười nói nếu là giả vô quần kia thần thiếp ngược lại nhận thức lần trước đi hỏa thần miếu ở nam lăng sơn có gặp Mẹ con thần thiếp còn gặp hắn một lần, hàn huyên một chút. Thái Thúc Hùng vẫn không ngừng đầu, nhưng hỏi, "Hàn Huyên chuyện gì, Lan Quý phi, cũng không hàn huyên cái gì, hắn nghe nói sự tình hoan nhi, hỗ trợ an ủi vài câu mà thôi." Đào Lược Dương mắt nhìn nàng một chút, "An ủi, đúng không?" Thái Thúc Hùng không có nhiều lời, từ trong công văn rút ra một tờ, để ở trên bàn, đẩy tới trước một cái, lại gõ gõ bàn. "Nhìn xem đi, bệ hạ, này là." Lan Quý phi hỏi một tiếng, không đạt được hồi phục đành phải tuân mệnh cầm lên nhìn, không nhìn thì thôi, vừa nhìn có thể nói hãi hùng khiếp vía. Mới phát hiện này là khẩu cung thẩm vấn hỏa thần miếu miếu chủ, miếu chủ nói với mẹ con nàng cái gì, phía trên ghi chép không sót một chữ. Dọa người hơn là, cũng không phải miếu chủ kia có thể nhòm ngó thiên cơ, lời kia cũng không phải xuất từ miệng của miếu chủ, mà là bị người sứ quán Tống Quốc thu mua, trước đó bố trí tốt sau đó báo cho mẹ con các nàng. Trên khẩu cung không có nói nhiều, nhưng Lan Quý Phi có ngốc cũng nhìn ra đầu mối, cũng chính là nói, giả vô quần và mình xảo ngộ là chủ mưu an bài, càng sâu một bước mà nói, cũng là chủ mưu dạy các nàng mẹ con biện pháp. Sự tình nháy mắt biến vị, liên lụy tới nước vào nước đấu sức, sau lưng lan quý phi lạnh cả người, tay cầm tờ giấy có chút run rẩy bắt đầu phỏng đoán ý đồ đến của bệ hạ. Thái thúc hùng bưng trà nhấp một ngụm, niệm tình nàng lo lắng hôn sự, khả năng nhất thời không nhớ rõ, bản vương lại cho nàng một cơ hội, giả vô quần đến cùng nói với nàng cái gì, sự tình hoan nhi xông vào chiều có phải hắn xúi dục hay không thấy nàng thấp thỏm do dự thái thúc hùng thả xuống chén trà gõ gõ công văn ở trên bàn lan quý phi bản vương muốn chính tay nghe nàng nói tốt nhất đừng để bản vương cầm ra phần khẩu cung thứ hai một khi lấy ra kia chính là khi quân đến lúc đó coi như nàng muốn nói bản vương cũng không muốn nghe nàng sẽ không còn đường lui lan quý phi tội danh thông đồng với ngoại quốc giết ai cũng không quá đáng bản vương cho nàng cơ hội nàng phải quý trọng lan quý phi hoảng rồi không biết thái thúc hùng đang lừa nàng thấy trên bàn đích xác còn có khẩu cung khác, cho rằng bên này đã bắt được giả vô quần hỏi ra cái gì, quỳ xuống sợ hãi nói. Bệ hạ, là giả vô quần xúi dục nhưng thần thiếp thật không biết sau lưng sự tình này phức tạp như vậy, chỉ là một chuyện hôn sự, làm sao đến mức như vậy chứ? Chỉ là một chuyện hôn sự, góc nhìn đàn bà, sự tình liên lụy tới triều chính, có lúc nào đơn giản qua. Thái Thúc Hùng dứt lời đứng dậy, phất tay chỉ đồ vật trong tay nàng. Quý phi nương nương, đào lược tiến lên cung kính nói một tiếng, rút đi đồ vật trong tay Lan Quý Phi, chỉnh lý lại đồ vật trên bàn, sẽ không lưu lại để đối phương xem hết. Thấy Thái Thúc Hùng muốn rời đi, Lan Quý Phi vội vàng hô: Bệ hạ, hôn sự của nữ nhi làm sao lo liệu? lẽ nào bởi vì cái này mà bỏ đi sao? Thái Thúc Hùng dừng bước, quay lưng nói: Chỉ mong hôn sự có thể tiếp tục, nhưng có người không muốn, có chút sự tình bản vương cũng bất tiện miến cưỡng, chỉ có thể mặc cho số phận. Lan Quý Phi không cam lòng: Bệ hạ, ngài là vua một nước. Chỉ một chuyện hôn sự, ai có thể miễn cưỡng ngài? Bệ hạ, sai đều ở thần thiếp, Hoan Nhi là nữ nhi của ngài a. À. Ngài không thể ngồi xem mặc kệ, Thái thúc hùng, vua của một nước lại thế nào, càng là quân vương, cản tay sẽ càng nhiều. Lan Nhi, nghe bản vương khuyên một câu, miễn cưỡng mà nói, không hẳn tốt với nữ nhi, Thiệu Bình ba cũng không phải lương phối, theo Thiệu Bình ba có lẽ là hại nữ nhi, có chút sự tình thản nhiên đối mặt không hẳn là chuyện xấu. Sau đó nhấc ngón tay chỉ chỉ công văn trong tay đào lược, thông đồng với ngoại quốc cái tội danh này rơi ở trên người ai cũng phải rơi đầu cũng chính bởi vì hoan nhi là nữ nhi của ta sự tình của hoan nhi là bản vương có lỗi với mẹ con các nàng cho nên sự tình này bản vương gánh thay cho hai mẹ con nàng không truy cứu mẹ con các nàng bất quá có chuyện nàng phải nhớ kỹ sự tình bản vương hứa hẹn hoan nhi tốt nhất để nàng đừng nhắc lại mẹ con các nàng tự lo lấy đi nói xong nhanh chân rời đi đào lược suy tư giờ mới hiểu được nguyên lai bệ hạ đến là muốn mượn cơ hội giải quyết sự tình hứa hẹn với thất công chúa. Ý nghĩ lấp lóe, sau đó bước nhanh đuổi theo Thái Thúc Hùng. Lan Quý Phi co quắp ngồi ở trên mặt đất rơi lệ. Mới ra cửa cung, lập tức có một thái giám bước nhanh đến, ở bên người đào lược nói thầm mấy câu. Đào lược lập tức đuổi theo Thái Thúc Hùng, bẩm báo. Bệ hạ, triệu đại nhân quả nhiên đến rồi, bị ngăn lại, quỳ gối ở trước cửa không dậy, khóc suốt mướt, nhất định phải gặp bệ hạ. Thái Thúc Hùng hừ lạnh, tự làm tự chịu, thời điểm bước cung bản vương không phải rất hưng phấn sao. Hiện tại biết khóc, chuyển biến có phải quá nhanh hay không? Để hắn khóc đi, bản vương không gặp. chương 1821, phản chế 1. Đào lược, bệ hạ, còn có, thiệu đại nhân đã thu công, đang trên đường trở về hắc ngục. Thái Thúc Hùng vừa đi vừa hỏi, bắt được mấy nhà, đào lược, bảy nhà, bảy nhà ở trên chiều gọi vang nhất kia. Thái Thúc Hùng, xem ra hắn cũng biết sợ, bản vương còn tưởng hắn dám bắt cả chiều một lượt chứ, vậy thì coi như là tìm chết rồi. Đào lược nhắc lại, lúc bắt người cũng có lựa chọn, phàm là người có quan hệ thông gia với khí vân tông, thiệu đại nhân đều không động. Thái thúc hùng cười ha ha nói, ngươi nhìn xem, này chính là thủ đoạn của thiệu đại nhân, lần này vào kinh động thủ càn quét, nhưng làm cực kỳ đúng mực, người khác còn khó nói hắn cái gì, không thể nói hắn vì sao không bắt thân thuộc của đệ tử khí vân tông chứ. Tốt, hắn có chừng mực, bản vương liền yên tâm đào lược, bệ hạ, để triệu đại nhân quỳ không gặp cũng không phải biện pháp nha. Thái Thúc Hùng than thở, nói rồi, chỉ là tạm thời không gặp mà thôi, sao có khả năng không gặp, chờ bảy nhà đến đông đủ, ngươi chờ xem đi, bản vương muốn không gặp cũng khó, mỗi người đều có quan hệ thông gia với khí vân tông, bọn hắn nhất định phải kinh động khí vân tông, bản vương là trốn không được. Bất quá vẫn phải để bọn hắn quỳ nhiều một chút, quỳ thời gian dài, có lẽ có thể khôn hơn. Bên thiệu bình ba yên tĩnh, hiện tại sẽ đến phiên bản vương phái người đi lấy khẩu cung làm tốt chuẩn bị ứng đối đi mặt khác chuyện ý chỉ của bản vương điều động đại quân đề phòng đề phòng có người nhân cơ hội làm loạn vâng đào lược lĩnh mệnh không ngoài thái thúc hùng sở liệu bảy vị đại thần bị thiệu bình ba hạ thủ đều đến tìm hoàng đế giải oan xin hoàng đế làm chủ nhưng thái thúc hùng không gặp tùy ý bọn hắn quỳ quỳ đến trời tối quỳ đến tất cả đều không chịu nổi bảy vị đại thần cũng bình tĩnh hơn không ít mọi người thương lượng cuối cùng không quỳ nữa, đều phất tay áo rời đi. Năng lượng của bảy vị này không phải chuyện nhỏ, rất nhanh đã kinh động đến người mà Thái Thúc Hùng cũng e ngại. Thái Thúc Hùng đang dùng bữa tối, đào lược vội vã đi vào, bẩm báo. Bệ hạ, trưởng môn truyền lời, bảo ngài qua gặp hắn. Rốt cục đến rồi, Thái Thúc Hùng nói thầm một tiếng, cười khổ lắc đầu, sau đó lập tức để đũa xuống đứng lên, cầm khăn ăn lau miệng hỏi. Đồ vật chuẩn bị đủ chưa? Đào lược cúi người, bệ hạ yên tâm, Đều chuẩn bị đầy đủ, đi thôi, Thái Thúc Hùng bước nhanh rời đi, ngay cả cơm cũng không ăn no, trưởng môn khí Vân Tông Thái Thúc Phi Hoa triệu kiến, hắn không dám chế nải. Bởi vì chiến sự, vì dễ dàng cho phối hợp hài hòa, trước mắt trưởng môn khí Vân Tông Thái Thúc Phi Hoa vẫn tọa trấn ở trong Hoàng Cung. Chỗ ở tự nhiên là nơi thanh tịnh trong cung, lúc kiến tạo Hoàng Cung, là chuyên môn xây dựng dùng để chiêu đãi. Thái Thúc Phi Hoa ở chỗ này, bốn phía đều là đệ tử khí Vân Tông tự mình phòng thủ cấm quân bị cách ly ra bên ngoài hộ vệ. Thái Thúc Hùng đến nơi này rất thuận tiện, không giống người khác phải trải qua kiểm tra nghiêm mật, một đường thông suốt, đệ tử khí vân tông gặp cũng phải chắp tay hành lễ. Ven một hồ nhỏ, đình đài lầu các, có nguyệt điệp bay múa, Thái Thúc Phi Hoa đang đứng chắp tay ngắm trăng. Thái Thúc Hùng đi tới, chắp tay chào, tiểu chất bái kiến đại bá, Thái Thúc Phi Hoa quay lưng buông tiếng thở dài, A à, Hùng. Theo lý thuyết chính vụ trong chiều ta không nên nhúng tay quá nhiều, người tu hành cần rất nhiều thời gian tính tu tu luyện, ta còn có sự vụ trong môn phái phải xử lý, không có thời gian và tinh lực đến nhúng tay, mà năng lực của ngươi, trong nhà từ trên xuống dưới đều nhìn thấy, ngươi làm việc, ta rất yên tâm. Nhưng hôm nay là chuyện gì xảy ra, bên ngoài làm sao nháo ra động tĩnh lớn như vậy, nghe nói ngươi điều động cả đại quân trong kinh thành, như thế nào, có người tạo phản sao? Thái Thúc Hùng nói, tiểu chất hổ thẹn, quấy giày đại bá thanh tu, thực sự là tội lỗi. Đều là người một nhà, tùy việc mà xét, từ đâu tới tội lỗi gì. Ngươi là hoàng đế, làm như thế nào, ta tin tưởng trong lòng ngươi hiểu rõ, ta cũng sẽ không can dự, khắp nơi can thiệp, ngươi sẽ không có biện pháp làm việc. Tấn quốc là của thái thúc gia chúng ta, làm loạn chính là loạn nhà mình, cho nên ta sẽ không hỏi nhiều, cũng sẽ không để đệ tử khác của khí vân tông làm bậy, điểm này ngươi có thể yên tâm. Thái thúc phi hoa xua tay, xoay người lại, nhấc tay vuốt dâu nói. Nhưng sự tình hôm nay ta thực xem không hiểu, nhi tử của đại thần, kia là tùy tiện người nào cũng có thể xông vào nhà giết chết sao. Thật muốn tùy tiện như vậy mà nói, triều cương ở đâu? Pháp luật kỳ cương ở đâu? Công đạo ở đâu? Lòng người ở đâu? Chẳng phải sẽ dẫn tới thiên hạ đại loạn sao? A à, Hùng, chỉ quốc ta không bằng ngươi, nhưng ta chủ trì toàn bộ khí vân tông, ta nghĩ cả hai vẫn có rất nhiều điểm chung chứ. Thiệu bình ba kia, ta thừa nhận là một người có năng lực, nhưng một người lại có năng lực cũng không thể ôm hết thầy sự tình, chẳng lẽ muốn để hắn ôm toàn bộ triều chính sao? xông vào trong nhà đại thần giết nhi tử của đại thần, ai cho hắn lá gan như vậy? Ngay cả ta cũng không dám làm như vậy, có phải hắn làm quá mức rồi hay không? Còn liên tiếp xông vào bảy nhà bắt người, đệ tử khí vân tông nào dám làm như vậy, ta không chặt hắn mới lạ, quả thực là coi trời bằng vung, còn có quy củ hay không? Xảy ra sự tình như vậy, người chẳng quan tâm thì thôi, còn để bảy vị đại thần quỳ gối ở bên ngoài chịu nhục. Đường đường đại quan triều đình quỳ gối ở bên ngoài khóc lóc cầu kiến ngươi, ngươi lại không thèm gặp, A Hùng, có phải làm quá mức rồi hay không? Người thường thức hiệu bình ba, cũng không thể làm quá đáng như vậy chứ. Mấy vị trưởng lão không tiện nói người cái gì, nhưng đều tìm tới ta, có ý kiến rất lớn với phương thức xử trí sự tình này của ngươi, người phải suy nghĩ kỹ một chút. Thái Thúc Hùng không người chắp tay nói, vâng, đại bá giáo huấn phải, sự tình này đúng là tiểu chất cân nhắc không chu đáo, quấy dày đại bá thanh tu, để đại bá phải bận tâm, đều là tiểu chất sai thái độ nhận sai thực để người không còn gì để nói trong lòng thái thúc phi hoa thoải mái lại xua tay ta nói rồi đều là người một nhà không cần phải khách khí như vậy ta cũng rõ ràng lần trước đám người kia ở trên triều làm hơi quá mục không quân chủ dám liên thủ bức cung trong lòng ngươi không cao hứng hơi trừng phạt bọn hắn là việc nên làm quân chính là quân thần chính là thần nếu như ai cũng làm giống như bọn hắn quyền uy uy nghi của quân vương ở đâu còn làm sao thống ngự triều chính Tà phong này không thể phát triển, người xử lý như vậy cũng không phải sai, khắc phục xử lý tốt hậu quả thì xong. Thái thúc hùng lại khiêm tốn nói, đại bá nói đến trong lòng tiểu chất, tạ ơn đại bá thông cảm. Thái thúc phi hoa, xảy ra sự tình như vậy, người cũng không thể ẩn núp mãi nha, nào có đạo lý quân thần vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau. Mấy vị trưởng lão cũng có ý kiến, bảy vị đại thần kia còn chờ ở ngoài cung, ngày mai người còn phải vào chiều, chẳng lẽ muốn ở trên chiều cãi nhau sao? Nếu tiện hiện tại gặp bọn hắn đi, gặp mặt sớm giải quyết sớm, có ta nhìn chằm chằm, sẽ không ai dám làm loạn. Trong lòng Thái Thúc hùng dở khóc dở cười, sự tình này nói vài lời có thể xong sao? Ngươi cho là ân ân oán oán ở tu tiên giới sao, tìm người đức cao vọng trọng đi ra hòa giải là xong? Đám người này đấu lên, đều là giết người không thấy máu a. Đương nhiên trong lòng nghĩ như thế nào là một chuyện, ngoài miệng lại nói khác. Được, xin nghe đại bá, ừm, Thái Thúc Phi hoa thỏa mãn gật đầu quay đầu lại hô. Đi mời đi, nói là ý chỉ của bệ hạ, mang bảy vị đại nhân kia tới. Vâng, có đệ tử chắp tay lĩnh mệnh, sau đó bay lượn rời đi. Mà bên này, có lẽ thái thúc phi hoa cảm giác được mình có hiểm nghi chèn ép hoàng đế, không khỏi trấn an. Đào lược lặng im không nói một tiếng, chỉ có hắn rõ ràng nhất. chương 1822, Phản chế 2 Bệ hạ dịu ngoan chỉ là thủ đoạn đối mặt thái thúc phi hoa mà thôi, không tất yếu đi biện giải với thái thúc phi hoa cái gì, nói nhiều chỉ có thể rước lấy phản cảm này bất lợi với bệ hạ sau lưng bệ hạ đã chuẩn bị thỏa đáng hết thảy chỉ cần ở cuối cùng phản chế là được đợi một lúc liền thấy bảy vị đại thần vội vã chạy đến bảy người vừa vào lầu các triệu công quyền đột nhiên bước nhanh trực tiếp quỳ ở trước mặt thái thúc hùng gào khóc nói bệ hạ thần oan uổng nhi tử thần chết quá oan uổng xin bệ hạ giúp thần chủ trì công đạo sáu vị đại thần khác đồng thời chắp tay nói thần xin bệ hạ chủ trì công đạo Thái thúc phi hoa chen miệng nói, được rồi được rồi, đường đường đại thần trong triều khóc suốt mướt như thế còn thể thống gì? Có việc nói nhanh, không cần ồn ào. Triều công quyền lập tức ngừng khóc, chỉ còn nghẹn ngào. Chỉ nửa ngày mà cả người đã tiểu tụy đi không ít, nỗi đau tuổi già mất con đích xác để người khó có thể chịu đựng. Triệu đại nhân, nhi tử của ngươi bị chết oan oan như thế nào? Thái thúc hùng lạnh lùng hỏi. Ở trước mặt một đám thần tử, Thái thúc hùng không có dịu ngoan như vậy, khí thế đế vương lại hiện ra. Thái thúc phi hoa chỉ liếc mắt nhìn, đối với cái này cũng không có ý kiến gì, có chút sự tình hắn hiểu, nên để hoàng đế thể hiện cái uy của mình. Triều công quyền nói, bệ hạ, thiệu bình ba tự tiện xông vào phủ của thần, không có chứng cứ liền giết con ta, tấn quốc từ khi khai quốc tới nay, làm ác như vậy thật chưa từng nghe thấy, xin bệ hạ nghiêm trị nghịch tặc thiệu bình ba. Thái thúc hùng, không có chứng cứ, sao ngươi biết hắn không có chứng cứ, hắn đã nói rõ đang tra gian tế thông đồng với ngoại quốc, đã nói rõ liên lụy tới chiến sự ở tiền tuyến, chỉ là mang người về thẩm vấn mà không hề định tội. Lẽ nào đại sự như vậy, mang đi hỏi một chút cũng không được sao? Triệu ra người quan uy thật lớn, người hắc thủy đài xông vào triệu phủ, có nói rõ thân phận không? Thiệu bình ba có cầm lệnh bài của bản vương không? Trả án tư thông với địch, hắc thủy đài ra mặt chấp pháp, càng có lệnh bài của bản vương, nhi tử của ngươi không chỉ không phối hợp, còn dám cản trở, ai cho hắn lá gan như vậy? Là triệu đại nhân ngươi sao? theo bản vương biết lúc đó triệu phủ có không ít người kêu gào theo bản vương thấy chỉ giết một người là quá ít rồi thái thúc phi hoa ở bên cạnh cả kinh nhìn thái thúc hùng lại nhìn chúng thần lần này không hé răng triệu công quyền lập tức lớn tiếng cãi lại bệ hạ nhi tử của thần còn trẻ vô tri lúc đó vội vã chạy đến căn bản không rõ tình huống thiệu bình ba là có ý định giết nhi tử của thần trả thù cung đại nhân cũng chắp tay nói bệ hạ không chỉ giết nhi tử của triệu đại nhân Thiệu Bình Ba còn bắt đi không ít gia quyến của chúng thần, động tác này đích xác là công báo tư thù. Chúng thần cũng phụ họa nói, chúng thần xin bệ hạ minh giám, chúng thần xin bệ hạ lập tức hạ lệnh tập nã nghịch thần Thiệu Bình Ba. Thái Thúc Hùng, trả thù, vì sao trả thù, cung đại nhân trầm giọng nói, có chút sự tình trong lòng mọi người rõ ràng, là bởi vì chúng thần ở trên chiều bức hắn cưới thất công chúa. Thái Thúc Hùng, trong lòng rõ ràng, trong lòng rõ ràng cái gì, được rồi, bản vương minh bạch, coi như trong lòng bản vương rõ ràng. Bản vương hỏi các ngươi, trên chiều người tán thành thiệu đại nhân cưới công chúa nhiều như thế, vì sao hắn không bắt người khác mà chỉ bắt người của các ngươi? Ngự xử lý đại nhân trầm giọng nói, bệ hạ, ở trên chiều, những người còn lại đều tán thành, này chính là nguyên nhân hắn trả thù chúng thần. Bệ hạ, người đã bị hắn bắt vào hắc ngục, nếu như hắn quan báo tư thù, gia quyến của chúng thần sẽ nhận hết dần vặt, nỗi đau mất con của triệu đại nhân sẽ tái diễn ở trên người chúng thần, xin bệ hạ lập tức hạ lệnh thả người. Thả người, Thái Thúc Hùng cười lạnh một tiếng, đưa tay ra, đào lược, đào lược bước nhanh về phía trước, giao một tờ khẩu cung đến trên tay hắn. Thái Thúc Hùng cầm một tờ khẩu cung cua cua, đột nhiên nện xuống ở trên mặt triệu đại nhân. Các người tự mình xem đi, các ngươi xem xong lại nói cho bản vương, bản vương phải hạ lệnh thả người như thế nào. Này làm mọi người trở tay không kịp, đều không biết là đồ vật gì, có chút phát mộng. Cái đồ vật gì, Thái Thúc Phi Hoa lộ ra hồ nghi, phất tay ra hiệu, tu sĩ ở xung quanh lập tức điều động nguyệt điệp tập trung ở bên này, để chư vị đại nhân xem rõ. Mấy vị đại nhân nhặt đồ vật trên đất lên, phân biệt nhìn xem. Nội dung trên giấy đều là khẩu cung, miếu chủ hỏa thần miếu ở Nam Lăng Sơn bị người xứ đoàn tống quốc thu mua, đầu độc mẹ con quý phi, phía trên nhận tội rõ rõ ràng ràng. Khẩu cung của đại hành lệnh quét văn thưởng cũng rõ rõ ràng ràng, có thể chứng minh không sai được. Mà ra quyến bảy nhà thì lấy phương thức hiến tiền nhan đèn cho Hỏa thần Miếu, bỏ ra con số làm người ta kinh tâm động phách. Vốn này không coi là cái gì, thế nhưng cung cấp Hỏa thần Miếu miếu chủ rất nhiều tiền tài, lại phối hợp miếu chủ làm việc cho Tống Quốc, giả vô quần đầu độc mẹ con Lan Quý phi, bọn hắn thì ở trên chiều phối hợp hành sự, liên tưởng tới thật để người không rét mà run, không khỏi để người hoài nghi Tống Quốc thẩm thấu vào triều chính Tân Quốc. Xem xong những đồ vật này, bảy người nhất thời có chút hoảng sợ. Ngự xử lý đại nhân xem xong trước, cuống quyết giải thích. Bệ hạ, này đều là đám phụ nhân vì cầu bình an, tôn thờ thần linh, hiến cho một chút tiền nhang đèn mà thôi. Thái Thúc Hùng phất tay chỉ mũi hắn gầm lên. Lý Diên Thiếu, người muốn lấy một câu tiền nhang đèn là có thể bỏ qua sao? Thần, Lý Đại Nhân có chút im lặng, không biết nên hồi đáp như thế nào mới tốt. Mấy vị còn lại lục tục xem xong cũng hai mặt nhìn nhau, cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Có phải ở trên chiều phối hợp tống quốc hành sự hay không? sau lưng cúng tiền nhang đèn có phải sự tình gây rối hay không, trong lòng bọn hắn khẳng định rõ ràng. Chính bởi vì trong lòng rõ ràng, cho nên rất khẳng định Thiệu Bình Ba đang công báo tư thù. Thậm chí hoài nghi này chính là bệ hạ thủ ý Thiệu Bình Ba làm, nhân cơ hội trừng trị cử chỉ liên thủ bức cung của bọn hắn. Nhưng dính đến loại sự tình này, người ta còn cầm ra chứng cứ, mang người đi thẩm vấn một chút thì có làm sao, có sai sao. Liên quan đến tư thông với địch phản quốc, nhi tử của ngươi còn dám ngăn cản, không cho người cơ hội thông cung quả đoán hạ sát thủ thì thế nào? Chỉ cần có lý do, Hắc Thủy Đài có quyền lực làm như vậy. Hiện tại vấn đề là, mặc kệ có phải tiền nhang đèn hay không, liên quan đến loại sự tình này, ai cũng không dám nói có thể không cần cha. Mấy người đột nhiên không còn gì để nói, phát hiện trước ở bên ngoài quỳ cầu là ngu ngốc. Mấy người nằm mơ cũng không nghĩ tới, Thiệu Bình Ba sẽ lấy tiền nhang đèn làm điểm phản kích. Thái Thúc Phi Hoa nhìn ra rồi, mấy vị đại thần trong nháy mắt diệt hết kiêu ngạo rõ ràng là trột dạ đối lý, không biết hoàng đế lấy ra cái gì để bọn hắn xem. Hắn vung tay áo, pháp lực bao phủ, khẩu cung trên tay mấy đại thần bay đến trên tay hắn, tự mình kiểm tra. Thái Thúc Hùng cười ha ha nói, bình thường quốc gia khốn khó, dân đói lưu lạc đầu đường, bảo các người nghĩ biện pháp hoặc làm việc thiện, mỗi người đều than nhà nghèo, chỉ lấy ra chút tiền làm dáng, ai biết sau lưng, tùy tiện một gia quyến cúng tiền nhang đèn, một năm chính là hàng ngàn hàng vạn, các người đến tột cùng có ý gì. Cung đại nhân chắp tay nói, bệ hạ, chúng thần trung thành và cống hiến cho triều đình, lẽ nào bệ hạ thật hoài nghi chúng thần thầm tư thông với gian tế địch quốc sao? Thái Thúc Hùng lại phất tay quát, chính bởi vì bản vương tín nhiệm các ngươi, cho nên các ngươi còn có thể ở trong này biện giải với bản vương, bằng không bằng những chứng cứ này, đã đủ mang các ngươi đi thẩm vấn. Vì không để triều cương dung chuyển, bản vương đã cho các ngươi đủ mặt mũi. Trường 1823, ta muốn cái gì, các ngươi rất rõ ràng. Bây giờ gia quyến của các ngươi liên lụy sự tình này, phải chăng thanh bạch, lẽ nào ngay cả thẩm vấn một chút cũng không được sao? Nếu như không phải trưởng môn ra mặt, bản vương căn bản không muốn gặp các ngươi, các ngươi lại còn có mặt mũi bảo bản vương hạ lệnh thả người, các ngươi còn muốn làm gì? Mặc kệ chân tướng như thế nào, bọn hắn đều không thể biện giải. Thiếu phủ tiết đại nhân chắp tay nói, bệ hạ, nhà môn các bộ chấp pháp, triều cương tự có pháp luật kỳ cương. Thứ dân phạm tội, quan lại phạm tội, tự có nha môn tương ứng xét xử chấp hành, coi như có tội cũng nên giao do nha môn tương ứng an bài lo liệu. Hắc thủy đài là cơ cấu tình báo của tấn quốc, sao có thể tùy ý quấy rầy pháp luật bình thường? Nếu quân đội tự ý can dự dân án bắt người, hoặc quan phủ địa phương xông vào quân doanh bắt người thẩm án, chẳng phải là thiên hạ đại loạn. Thần khẩn cầu giao người hiềm nghi cho nha môn tương ứng lo liệu. Mục đích của hắn rất đơn giản, trước tiên cứu người từ trên tay Hắc thủy đài ra, nếu không ra quyến ở trong hắc mục sẽ chịu bao nhiêu khổ, Hắc thủy đài trưởng quản hắc mục, hình phạt thường thường là dùng để đối phó ngoại địch, hình phạt rất ác, trình độ tàn bạo kinh khủng không phải ngục giam khác có thể so sánh. Người khác cũng minh bạch, dồn dập chắp tay nói: "Chúng thần tán thành, xin bệ hạ y theo pháp luật kỳ cương hành sự." Triệu đại nhân cũng chủ động bò lên, trở về vị trí cũ tán thành, hắn biết bây giờ lại quỳ cầu, lại khóc cũng không có tác dụng. Nói tới cái này, Thái thúc hùng càng giận, mắng: "Quan viên trong triều không biết bao nhiêu người là môn sinh của các ngươi, hoặc nha môn tương ứng do các ngươi tự mình chấp trưởng như thế nào muốn bản vương giao gia quyến của các ngươi cho các ngươi thẩm vấn sao có biết cái gì gọi là tránh hiểm nghi hay không một câu nói làm mọi người không cách nào cãi lại thái thúc phi hoa đại thể nhìn xong khẩu cung sắc mặt đã trầm xuống ánh mắt lạnh lùng quét về phía bảy người bảy người tự biết gia quyến của mình chỉ là cúng tiền nhang đèn mình ở sau lưng cũng không có bất kỳ cử chỉ tư thông với địch bán nước nào cũng biết mình ở trên chiều bức hôn chỉ là nhằm vào thiệu bình ba, mà không phải phối hợp với giả vô quần. Nhưng này chỉ là trong lòng bọn hắn biết, thái thúc phi hoa không biết nha, chỉ ít manh mối trong tay đích xác có chỗ khả nghi, thêm nữa những người này nắm chức vị cao, một khi có biến, hậu quả khó mà lường được. Thái thúc hùng chú ý đến, lập tức nhìn hắn chắp tay nói. Trưởng môn, theo ý ngài, sự tình này nên lo liệu như thế nào? Cha hay không cha, bản vương nghe theo trưởng môn phân phó. Thái Thúc Phi Hoa lạnh như băng nói. Cha, vâng, Thái Thúc Hùng lĩnh mệnh. Thái Thúc Phi Hoa lại nhìn mấy người kia nói. Bệ hạ nói cũng không sai, các người thẩm vấn gia quyến của mình, đích xác không thích hợp, nên tránh hiểm nghi. Chư vị đại nhân, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, trong lòng không quỷ, cha một chút cũng không có gì, các người nói đúng không? Trong lòng bảy người âm thầm kêu khổ, đoán chừng lão nhân ra ngài còn không rõ trong hắc mục là như thế nào, trong hắc mục là địa phương theo luật pháp làm việc sao? kia là địa phương triều đình không cách nào hỏi đến, cũng không chừa thủ đoạn nào a. À. Nhưng bảy người có nỗi khổ khó nói, vị này đã lên tiếng, bọn hắn cũng không dám nói cái gì, cùng nhau chắp tay nói. Vâng, thái thúc phi hoa, muộn rồi, các người cũng quỳ rất lâu, đều mệt mỏi, đều trở về nghỉ ngơi đi. Vâng, bảy người lĩnh mệnh, lại nhìn thái thúc hùng chắp tay nói. Chúng thần xin cáo lui, đợi mấy người đi rồi, thái thúc phi hoa đưa tay, đào lược đi qua nhận những khẩu cung kia lui lại. Thái Thúc Phi Hoa nhìn Thái Thúc Hùng nói, trong lòng ngươi đã hiểu rõ, vậy nắm giữ đúng mực đi làm đi, còn những trưởng lão, đệ tử khí vân tông khác, ngươi không cần để ý tới, ta sẽ có bản giao. Thái Thúc Hùng chắp tay, tạ ơn đại bá thông cảm, Thái Thúc Phi Hoa, sứ quán Tống Quốc kia là chuyện gì xảy ra, phái người đi bắt chưa? Thái Thúc Hùng lắc đầu, buông tiếng thở dài, đại bá, đối phương hành sự cẩn thận, những lời thu mua miếu chủ kia hư hư thật thật, chỉ có thể nội chứng, không cách nào coi như bằng chứng đối ngoại, mà giả vô quần xúi dục hai mẹ con Lan Quý Phi cũng có thể tự bào chữa là có ý tốt, người ta hoàn toàn có thể thề thốt phủ nhận không biết triều đình các ngươi sẽ nháo thành như vậy, thật muốn lộ ra, sẽ để thiên hạ chê cười. Sự tình giữa nước vào nước không có biện pháp sảng khoái như thế, nếu như chúng ta tùy tiện bắt người xứ đoàn Tống Quốc, Tống Quốc sẽ lập tức bắt nhân viên của Tấn Quốc ta, sẽ tiến hành trả thù giống nhau. Huống chi bây giờ tiền tuyến đại chiến, có thể tránh tu sĩ Tống Quốc can dự quá nhiều thì nên tận lực tránh khỏi, không thích hợp thêm phiền toái món nợ này, đợi chiến sự ổn định lại tìm cơ hội thanh toán cũng không muộn. Thái thúc phi hoa khẽ gật đầu, ừm một tiếng nói. Ngươi là người thông minh, làm việc ta yên tâm, ngươi tự mình xử lý đi. Ngươi còn phải phê duyệt tấu trương, còn có rất nhiều quốc sự phải xử lý, đừng tốn thời gian ở chỗ ta, trở về đi. Vâng, có gì phân phó cứ bảo người bắt chuyện một tiếng, tiểu chất xin được cáo lui trước. Thái thúc hùng lùi về sau vài bước, mới xoay người dẫn đào lược rời đi. Thái Thúc Phi Hoa vẫy tay, lập tức có đệ tử lướt tới nghe lệnh. Thái Thúc Phi Hoa nói: "Tiền tuyến đang giao chiến, không được sơ sẩy, tập trung bảy người kia, phát hiện có bất kỳ hành vi khả nghi lập tức đăng báo." Bàn giao cho nhân viên tuần tra trên bầu trời kinh thành, trước khi Hắc thủy đài tra ra chân tướng, hết thảy kim sĩ đưa tin của bảy phủ lên không đều phải tiệt hạ. "Vâng, đệ tử lĩnh mệnh rời đi." Ra khỏi khu vực tu sĩ phòng thủ nghiêm ngặt, Thái Thúc hùng thở phào nhẹ nhõm, nhìn ánh trăng nói: vị thiệu đại nhân kia chúng ta ra tay xét đánh không kịp bưng tai a à, quả đoán tới cực điểm sự tình kết quả như thế nào ngày mai tảo triều là có thể thấy rõ ràng rồi đào lược cười nói vâng mấy vị đại nhân cũng coi như nhận được giáo huấn thái thúc hùng hừ lạnh ỉ vào quan hệ thông gia ở sau lưng cho rằng bản vương không làm gì được bọn hắn cũng là thời điểm nên để bọn hắn học giáo huấn rồi thân làm đế vương ghét nhất là bị người bức cung đặc biệt là bị liên thủ bức cung đối với cá nhân hắn mà nói là đáng hận đến cực điểm phía trước chính là đại môn xuất cung bảy vị đại thần hành tẩu ở dưới bóng đêm từng người sắc mặt khó coi đặc biệt là triệu công quyền hơi có chút hồn bay phách lạc chư vị chuẩn bị xuất cung về nhà sao cung đại nhân có cao kiến gì không có chút sự tình có làm hay không người khác không rõ ràng nhưng trong lòng chúng ta đều rõ ràng ý nghĩ của bệ hạ chúng ta cũng rõ ràng nhiều lời vô ích mà vị thiệu đại nhân kia rõ ràng là đang trả thù công báo thư thù hắn muốn làm gì chúng ta cũng rõ ràng, e là đang chờ chúng ta đi đàm phán. Chư vị có đi hay không? Bất cần rồi, lật thuyền trong mương. Hắc ngục là địa phương gì? Nếu đêm nay không cho hắn một câu trả lời, còn không biết gia quyến của chúng ta sẽ xảy ra sự tình gì, đi thôi. Mấy người nhìn triệu công quyền vừa trải qua nỗi đau mất con, trong lòng dùng mình, theo bản năng tăng nhanh nhịp bước xuất cung. Một lần bắt quá nhiều người, phòng thẩm vấn có chút không đủ dùng, lâm thời dùng một vài lao tù làm phòng thẩm vấn. Thiệu Bình Ba đứng ở ngoài một phòng giam, nhìn một nữ tử bị thẩm vấn ngược lại kêu gào với nhân viên bị thẩm vấn. Dường như không nhìn nổi, Thiệu Bình Ba nhấc tay gõ song sắt, người phụ trách thẩm vấn quay đầu lại nhìn, lập tức bước nhanh ra, chắp tay nói. Đại nhân, Thiệu Bình Ba nhấc cầm lên nói, thẩm vấn chính là vỗ bàn trừng mắt sao, thủ đoạn thẩm vấn của Hắc Ngục chỉ như vậy, người kia cười khổ, thủ đoạn của Hắc Ngục tự nhiên không chỉ như vậy, ngay cả da lông còn chưa dùng tới, nhưng thân phận bối cảnh của những người này đều không phải chuyện nhỏ, không dám dụng hình thật. Chương 1824, hôn sự đình chỉ một. Ân, này chính là chỗ tốt của quan to quý nhân. Thiệu Bình ba gật đầu, lại tiếp tục hỏi, miếu chủ kia thẩm vấn như thế nào? Người kia khà khà nói, ngài cũng nhìn thấy, trước tiên lột sạch lục soát, sau đó sẽ dụng hình. Thiệu Bình ba nhìn nữ tử kia nói, vậy thì theo quy củ làm đi. A, à, người kia quay đầu lại liếc nhìn nữ tử, vội nói, Đại nhân, này không thích hợp, đối phương là nữ nhân. Thiệu Bình Ba, có người cầm thanh bạch của thất công chúa làm văn chương, những người này ở sau lưng trưởng quản các góc của kinh thành, những người này không thanh bạch, người kinh thành mới sẽ ngậm miệng, minh bạch chưa? Này, người kia ánh mắt lấp lóe đã hiểu ý tứ của hắn, có chút động tâm, nhưng cuối cùng vẫn khoát tay nói. Đại nhân, không giấu ngài, lão tổ tông hạ lệnh, đối với những người này, chỉ có thể hù dọa, không thể sằng bậy, trước đó ngài giết triệu công tử chúng ta không nhìn kỹ, lão tổ tông đã rất không cao hứng. Bất quá ý tứ của ngài, nếu không để ta thông báo lão tổ tông trước, xin lão tổ tông định đoạt được không? Đã như vậy, vậy thì quên đi, thiệu bình ba nói xong rời đi, hắn biết rõ, một khi thông báo đào lược, đào lược là không thể đáp ứng làm như vậy, nhân viên thẩm vấn không dám động thủ, vậy cũng chỉ có thể coi như thôi. Còn bồi hồi ở trong hành lang, bỗng nhiên có người tới báo, bảy vị đại thần đến rồi. Thiệu Bình Ba lập tức đi ra ngoài gặp, song phương chạm mặt, thần sắc đều rất lạnh lùng, một tiếng chào hỏi cũng không, cuối cùng vẫn là cung đại nhân mở miệng. Thiệu đại nhân, đến tột cùng ngươi muốn như thế nào? Thiệu Bình Ba ngẩng đầu nhìn ánh trăng, bình tĩnh nói. Cởi chuông phải do người buộc chuông, ta muốn cái gì, các ngươi rất rõ ràng. Một đám nữ nhân là không quản được miệng của mình, ngày mai sau tảo chiều, nếu ta không nhìn thấy kết quả mình muốn, có thể thẩm vấn ra cái gì hay không, ta thật không dám bảo đảm tiết đại nhân trầm giọng nói thiệu đại nhân là đang uy hiếp chúng ta sao uy hiếp thiệu bình ba lắc đầu dáng vẻ rất buồn cười tiết đại nhân sao ta không nhớ rõ ta nói qua lời uy hiếp gì nhỉ mấy người hiểu ý tứ của hắn uy hiếp cái gì ai nghe được bọn hắn đi tố cáo cũng không ai tin cung đại nhân không nghĩ tới thiệu đại nhân còn rất vô lại thiệu bình ba không tiếp lời này mà nói cúng chúc tiền nhang đèn vốn không có gì Thất công chúa ở trên chiều đột nhiên giống như lão thần thi triển quyền cước, dù là ai cũng có thể nhìn ra sau lưng nhất định có người xui khiến, nhưng chư vị đại thần không chút nghi ngờ, hơn nữa tùy theo cổ vũ. Này không thể không để người cảm thấy kỳ quái, chư vị đại nhân có thể giải thích một chút, tại sao lại phối hợp gian tế giả vô quần của Tống Quốc họa loạn triều chính như thế hay không? Này chính là điểm chí mạng nhất, cũng là địa phương bảy người có miệng cũng không nói được, tổng không thể nói chúng ta chính là muốn hãm hại thiệu bình ba người chứ chỉ là hãm hại thiệu bình ba sao ngay cả công chúa cũng hãm hại luôn ngang nhiên hãm hại đại quan triều đình xử tội chết cũng đã không quá đáng huống chi còn tiện thể ném công chúa vào muốn chu di cửu tộc sao cung đại nhân trầm giọng nói thiệu bình ba đừng vội nói hưu nói vượn thiệu bình ba không để ý tới tiếp tục nói giả vô quần xui khiến mưu tính chư vị đại nhân và giả vô quần hiểu ngầm phối hợp tiền nhang đèn kia đến tột cùng là tiền nhang đèn hay lấy danh nghĩa tiền nhang đèn sẽ phải tra một chút cho dù là vì trả lại thanh bạch cho chư vị đại nhân, về tình về lý đều phải tra một chút. Vừa rồi không biết nữ nhi phủ nào, tính khí không nhỏ, tiến vào hắc ngục còn dám kêu gào với nhân viên thẩm vấn. Quy củ thẩm vấn của hắc ngục là, mặc kệ nam nữ, bắt được trước tiên lột sạch y phục lục soát. Ngươi dám, mấy vị đại nhân cơ hồ là trăm miệng một lời, đồng thời tức giận, có người thậm chí nắm chặt hai tay run lẩy bẩy, không biết nữ nhi mà thiệu bình ba nói đến tột cùng là nữ nhi phủ nào, có phải đã lột sạch y phục hay không, làm bọn hắn vừa sợ hãi lại phẫn nộ. Vị này ngay cả nhi tử của triệu công quyền cũng dám giết, còn có cái gì là không làm được. Thiệu bình ba vùng kiếm giết người, đã phát huy tác dụng uy hiếp to lớn, làm những người này không dám lòng mang may mắn. Thiệu bình ba, chư vị đại nhân yên tâm, nể tình đều là gia quyến của đại thần trong triều, nhân viên thẩm vấn tạm thời còn chưa vận dụng, quy củ đang hảo tâm khuyên bảo. Bất quá dù sao cũng là gia quyến của quan lại, bình thường uy phong quen rồi, tính khí không nhỏ, điểm này. Ta ở triệu phủ lĩnh giáo qua rồi, ánh mắt tìm về phía triệu đại nhân, hắn đã thấy, vị triệu đại nhân này vừa đến, ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy oán hận. Vừa nghe lời này, triệu đại nhân nắm chặt hai tay, môi run cầm cập, bị phẫn lộ rõ trên mặt. Người khác có thể lý giải tâm tình của hắn, kẻ thù giết con ở ngay trước mắt, còn dám ngay mặt nói ra, thay đổi ai cũng khó có thể tiếp nhận. Cung đại nhân sợ hắn sầm bậy, tranh thủ đưa tay nắm chặt cánh tay của hắn, lặp đi lặp lại dùng sức bóp mấy cái, ra hiệu hiện tại không phải thời điểm xung động, đợi qua cửa này, sau này không sợ không có cơ hội tính sổ. Không thể thành công làm tức giận đối phương, Thiệu Bình Ba tiếp tục nói. Tính khí thật không nhỏ, tiến vào hắc thủy đài còn dám kêu gào. Quy củ của hắc thủy đài không phải trang trí, ta sẽ cho bọn hắn nửa ngày, hy vọng bọn hắn có thể tỉnh táo lại, phối hợp thẩm vấn. Nửa ngày sau nếu như vẫn là thái độ này, bất kể là thân thuộc của ai, đều chỉ có thể công bằng xử lý, đến thời điểm đó bảo đảm bọn hắn nhận đúng tội, chắc chắn sẽ không để chư vị đại nhân thất vọng. Nói xong nhìn mấy người chắp tay, chư vị đại nhân, ta còn phải đi khuyên gia quyến của chư vị, nên không phụng bồi, thứ cho không tiến xa được. Ngự xử lý đại nhân nói, thiệu đại nhân, chúng ta là đến thăm tù, cho chúng ta vào gặp một chút được không? Thiệu bình ba, lý đại nhân nói giỡn, nơi này là cơ cấu tình báo của Tấn Quốc, xử lý là cơ mật quốc gia, không phải nhà giam ở phủ nha của các ngươi, trong này không tồn tại chuyện thăm tù. Đạo lý trong đó, ta nghĩ không cần ta giải thích thêm cái gì. Chư vị đại nhân, mời trở về đi, đừng làm lỡ đại sự tảo chiều ngày mai. Lý đại nhân cười gần, nhấc tay chỉ thiệu bình ba nói. Ta khuyên người tốt nhất đừng sằng bậy. Thiệu bình ba, chỉ cần không ai buộc ta sằng bậy, ta đương nhiên sẽ không sằng bậy. Chư vị đại nhân, thứ cho không tiến xa được. Hừ, Lý đại nhân phất tay áo rời đi, những người còn lại cũng rời đi. Nhìn bọn hắn rời đi, Thiệu Tam tỉnh hỏi, đại công tử, nếu như bọn hắn phối hợp, thật thả ra quyến của bọn hắn sao? Thật như vậy mà nói, trên tay chúng ta không còn con tin, sợ là bọn hắn sẽ phản công. Thiệu Bình Ba, ngươi cho rằng ta nguyện ý thả, không chỉ ta không muốn thả, đoán chừng các phòng có quan hệ tới Thái Thúc Thị cũng không muốn ta thả, ước gì ta lộng chết mấy phòng khác mới tốt. Nếu không tu sĩ của Thái Thúc Thị sao sẽ an tĩnh như thế, chỉ sợ sau khi bắt người không lâu đã trực tiếp đuổi theo. Thiệu Tam tỉnh gật đầu, cái đạo lý này hắn vừa nghe đã hiểu, các phòng đều không muốn nhìn thấy người phòng khác cạnh tranh, lúc trước thiệu ra cũng như vậy, đại công tử hẳn hiểu rất sâu, lầm bẩm một câu. Không sai, muốn mượn đao giết người, thiệu bình ba than thở, thế nhưng không thể theo ý ta nha, bệ hạ có thể giúp ta đến một bước này, đã xem như rất nể mặt, hoặc là nói hắn muốn xả giận, không muốn sự tình làm cho quá lớn. Thiệu tam tỉnh phẫn hận nói, bọn hắn muốn đẩy công tử vào chỗ chết, tương lai còn sẽ không bỏ qua, không công buông tha bọn hắn như vậy, thực là tiện nghi bọn hắn. Đổi thành ta, không bằng nhân lúc có manh mối tư thông với địch phản quốc, trước ném vào đại lao nghiêm hình tra tấn một phen lại nói, chỉ ít cũng có thể ra ngụm ác khí. chương 1825, Hôn sự đình chỉ hai Đứng ở góc độ và lập trường của hắn, Thiệu Bình Ba chính là tất cả của hắn, Thiệu Bình Ba bị những người này làm tức giận đến thổ huyết, hắn khó có thể nuốt xuống. Thiệu Bình Ba, ta làm sao không muốn nhân cơ hội diệt bọn hắn, đâu chỉ bọn hắn, Ta còn muốn bắt tất cả đám đại thần kia. Thế nhưng không thể làm như vậy, bắt cả chiều, bệ hạ là cái thứ nhất sẽ không đáp ứng, không có bệ hạ cho chỗ dựa, sự tình này có thể làm được sao? Bảy vị này cũng không thể bắt, bắt bọn hắn, ngày mai tảo chiều, ai tới cổ động quần thần giúp ta hủy bỏ hôn sự kia. Nơi này không phải Bắc Châu năm đó ta kinh doanh, chúng ta ở chỗ này không có căn cơ, rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ, cục tức này không nuốt trôi cũng chỉ có thể tạm thời nuốt xuống. Lần này nhờ có trưởng quý nếu như không có hắn giúp ta làm rõ sự kiện, sợ là cùng thất công chúa thành hôn cũng khó có thể làm rõ đầu mối, chờ đến hiểu rõ, hết thảy đã muộn." Thiệu Tam tỉnh gật đầu tán thành, dưới tình huống lúc đó, nhận được thư của Bệ hạ, Bệ hạ có ý gì trong lòng bọn hắn rõ ràng, bên này không thể để người Hắc thủy đài đi thăm dò mẹ con Lan Quý phi, người Hắc thủy đài cũng chưa chắc sẽ nghe lệnh đi thăm dò Hoàng Quý phi và công chúa. "Giả vô quần, Thiệu Bình ba híp mắt nói, hiện tại ta chân chính lo lắng là người này." hy vọng trưởng quỹ có thể mau chóng đắc thủ, bằng không tất thành hậu hoạn. Theo lý thuyết triều đình tấn quốc gây ra động tĩnh lớn như thế, phiêu miểu các hẳn sẽ quan tâm hướng đi của giả vô quân, trưởng quỹ mượn thế này mau chóng tìm được hắn hẳn không có vấn đề. Sáng sớm, kim loan điện của tấn quốc, quốc sự, chiến sự, sự tình thiên hạ, đều thương nghị ở chỗ này. Hôm qua sự tình hắc thủy đài bắt người huyên náo không nhỏ, nhưng các triều thần lại một lòng vì việc công, không người đề cập hỏi đến chút nào. Tối hôm qua vì sự tình này, bảy vị đại thần rõ ràng ngủ không ngon. Thái Thúc Hùng biết rõ rõ ràng ràng, tối hôm qua bảy vị đại thần này tới tấp chạm mặt quan viên khác trong chiều, Hắc Thủy Đài đã nắm giữ tất cả, ngày hôm nay Tảo Triều sẽ phát sinh cái gì, trong lòng Thái Thúc Hùng đã hiểu rõ, hắn đang chờ. Thời điểm quốc sự thương nghị gần đủ rồi, đang chuẩn bị tan chiều, một quan viên đột nhiên đứng ra chắp tay nói. Bệ hạ, tối hôm qua thần được biết, sở dĩ thất công chúa điểm danh gả Bắc Châu Thứ Sử Thiệu Đại Nhân, chính là gian tế tống quốc ở sau lưng đầu độc, Hắc Thủy Đài đang truy tra sự tình này, không biết có phải thật hay không. Thái Thúc Hùng bình tĩnh nói, là thật, lập tức lại có một quan viên đứng ra, lớn tiếng nói. Thần xin bệ hạ hủy bỏ vụ hôn nhân này, Thái Thúc Hùng, sự tình công chúa xuất giá, triều đình đã thương nghị, sao có thể như trò đùa nói bỏ là bỏ. Lại có một quan viên đứng ra, bệ hạ, đã biết là gian tế tống quốc dở trò, hôn sự tuyệt đối không thể lại tiếp tục. Lại một quan viên đứng ra, thần tán thành, gian tế địch quốc quấy phá, tất có mưu đồ, nếu tiếp tục tất sẽ hại nước. Lại một quan viên đứng ra, thần tán thành, biết rõ là cái bẫy của địch quốc, sao có thể còn chui. Biết rõ là cạm bẫy của địch quốc, sao có thể đi tới nhảy vào. Lại một quan viên đứng ra, thần tán thành, nên lập tức đình chỉ vụ hôn nhân này. Lại một quan viên đứng ra, thần tán thành, bệ hạ, hôn sự nhi nữ là nhỏ, quốc sự làm trọng, quyết không thể hại nước. Thần tán thành, thần tán thành các triều thần dồn dập ra khỏi hàng tán thành, đợi gần đủ rồi, đám người triệu công quyền cũng tỏ thái độ tán thành, nói chung cơ hồ đều dựa vào lý do âm mưu của địch quốc mãnh liệt phản đối vụ hôn nhân này. Mấy vị đại thần dẫn đầu ánh mắt hơi đụng nhau, bọn hắn chưa tỏ thái độ, dù trong lòng rõ ràng hết thảy, nhưng ở trên sự tình này, lúc quần thần bức hôn bọn hắn không tỏ thái độ, lúc quần thần hối hôn bọn hắn cũng y nguyên không tỏ bất kỳ thái độ. Đương nhiên, tối hôm qua thủ hạ của đám người triệu công quyền cũng phân biệt bái kiến qua, giải thích chân tướng cho bọn hắn, cũng có thể nói là cầu bọn hắn, mấy vị đại lão này không gật đầu, sẽ không có thanh thế như ngày hôm nay nay. Trong lòng Thái Thúc Hùng cười gần, trong miệng thì bao hàm uy nghi nói. Nếu chư vị đều nhìn thấu là âm mưu của địch quốc, bản vương sẽ nghe theo, chuẩn tấu. Dứt lời đứng dậy, phất tay áo rời đi, bệ hạ anh minh, quần thần cùng kêu lên, kinh thành tề quốc, trong một tiểu viện an tĩnh, chủ nhà trọ còn bày mấy chậu hoa hoa cỏ cỏ. Tắm rửa ở dưới ánh nắng, giả vô quần đang nhổ cỏ dại ở trong một chậu hoa, thần thái yên tĩnh thong dong. Nguyên Tòng đứng ở dưới mái hiên, theo dõi nhất cử nhất động của hắn, ngoài sân hơi có động tính, ánh mắt sẽ cấp tốc dán vào phương hướng đó. Bên giếng, Ngụy Đa thi pháp múc nước, ném y phục vào trong nước giặt, sau đó lại thi pháp ép nước ra, treo lên dây thừng phơi khô. Tiểu viện là lâm thời thuê đến, cách chỗ ở của đệ tử quỷ y không xa, chỉ một con đường mà thôi. Sau khi tới, giả vô quần đi dạo ở phụ cận tiểu viện của đệ tử quỷ y một chuyến phát hiện có người nhìn chăm chú liền không tới gần tạm thời cũng không có bất luận hành động gì hắn đang chờ chờ tin tức bên kinh thành tấn quốc chờ có tin tức lại xác định kế hoạch hành động bên ngoài đám người truyền đến thanh âm xe ngựa thanh âm đình chỉ xe ngựa dường như đứng ở ngoài cửa tiểu viện ánh mắt nguyên tòng nhìn chăm chú đồng thời từ dưới mái hiên lắc mình ra tới bên người giả vô quần đề phòng giả vô quần nhận ra được quay đầu lại liếc nhìn nguyên tòng trong mắt hơi có nghi vấn nguyên tòng thấp giọng nói nơi ở của chúng ta không có tiết ra ngoài sẽ không có người chủ động tìm tới cửa nói xong phất tay ra hiệu với ngụy đa một cái ngụy đa lập tức lắc mình đến cửa thông qua khe cửa kiểm tra tiếng gõ cửa thùng thùng vang lên ngụy đa quay đầu lại làm cái thủ thế lắc đầu biểu thị có hai người nhưng không nhận thức nguyên tòng xua tay ra hiệu đừng để ý tới làm bộ trong viện không người hy vọng đối phương có thể tự động rời đi nhưng tiếng gõ cửa vẫn vang lên đợi đến tiếng gõ cửa ngừng lại đã thấy chốt cửa ầm một tiếng nảy lên rõ ràng có người thi pháp mở ra cửa cũng bị đẩy ra một người trực tiếp xông vào ngụy đa lắc mình ngăn cản hỏi người tới là ai ngoài cửa một chiếc xe ngựa chặn ở cửa một người đi vào còn có một người ngồi ở trên càng xe có vẻ như phu xe mắt lạnh liếc chéo vào trong viện ngụy đa vừa chất vấn dường như trong nháy mắt không có sức lực ngăn cản kẻ xâm nhập từng bước đi vào ngụy đa từng bước lùi về sau Đợi đến góc độ có thể thấy rõ, Nguyên Tòng mới phát hiện, đối phương dương tay lộ ra một nhãn hiệu, đại biểu thân phận nhân viên của phiêu miều các. Tìm tới cửa là người phiêu miều các, con người của Nguyên Tòng đột nhiên co lại, ánh mắt quét bốn phía, lo lắng có phải bại lộ gì hay không, có phải vì mình hay không. Giả vô quần siết chặt một cây cỏ dại trong tay, sắc mặt nghiêm nghị. Hắn đối với phiêu miều các có thể nói ấn tượng khắc sâu, thời điểm những người kia không muốn giảng đạo lý căn bản không để ý tới bất kỳ đạo lý nào, đầu lưới của hắn chính là bị phiêu miểu cắt rút tư vị thống khổ kia tình hình kia đến nay nhớ tới lòng vẫn còn sợ hãi người tới vung tay cửa tự động đóng lại sau khi bước lui ngụy đa người tới lôi kéo đai lưng mở rộng ngoại y lộ ra trang phục phiêu miểu cắt che giấu ở bên trong dơ dơ lệnh bài trong tay nhìn nguyên tòng hỏi giả vô quần là ai giả vô quần thả ngọn cỏ trên tay xuống gật đầu miệng không thể nói chỉ có thể chắp tay hành lễ nguyên tòng và ngụy đa cũng yên lặng chắp tay hành lễ không có hoài nghi thân phận của đối phương, thiên hạ này còn không có ai dám giả mạo người phiêu miểu các. Đương nhiên cũng từng có, bất quá kết quả cuối cùng trên căn bản đều không một may mắn thoát khỏi đại nạn. chương 1826, người không phải giản sơn nguyệt. Phiêu miểu các có thể nói không tiếc bất cứ giá nào tập nã, trên căn bản đều chết rất thảm. Người tới thu lệnh bài thân phận, lại lần nữa gói kỹ quần áo, che lại trang phục phiêu miểu các, sau đó mới hở hững nói. Làm phiền ba vị đi theo chúng ta một chuyến, Nguyên Tòng hỏi, xin hỏi tôn sứ tới vì chuyện gì? Người tới nói, đến thời điểm các người tự nhiên sẽ biết, trực tiếp đi về phía Ngụy Đa, dừng dương ra tay, điểm lên người Ngụy Đa mấy cái, phong cấm pháp lực của Ngụy Đa, Ngụy Đa cũng không dám có chút phản kháng. Người tới lại đi về phía Nguyên Tòng, đồng dạng cấp tốc ra tay, phong cấm pháp lực của Nguyên Tòng, ánh mắt Nguyên Tòng lấp lóe nhưng không phản kháng. Người tới lại đưa tay khoát lên vai giả vô quần, thi pháp điều tra, phát hiện đích xác không phải tu sĩ, liền buông tay hạn chế hết tu sĩ dường như đối phương cũng yên tâm nghiêng đầu ra hiệu đi thôi hắn trước tiên xoay người rời đi mở ra đại môn chờ ở cửa giả vô quần liếc nhìn nguyên tòng nguyên tòng khẽ gật đầu ra hiệu nghe đối phương ba người đi ra tiểu viện chui vào xe ngựa màn xe thả xuống phu xe thét to một tiếng điều động xe ngựa ra đường hẻm đi tới đầu đường một đường rời đi không để ý kinh thành phồn hoa trực tiếp đi tới cửa thành lúc này là thời chiến kiểm tra rất nghiêm nhưng phu xe lộ ra lệnh bài thông hành, binh sĩ lập tức từ bỏ kiểm tra, trực tiếp cho đi. Ra khỏi thành, xe ngựa càng chạy càng nhanh, phu xe vung roi thúc giục, bánh xe run lợi hại, trong xe cũng càng ngày càng sóc nảy, pháp lực bị quản chế cần nắm chặt thành xe mới có thể ngồi vững vàng. Giả vô quần thỉnh thoảng kiểm tra thần sắc của nhân viên phiêu miểu các, cân nhắc người phiêu miểu các đến cùng vì chuyện gì. Ngụy đa càng lơ ngơ, trong lòng hơi kinh hoàng, nguyên tòng hoài nghi là vì mình mà đến, nếu thật vì mình mà nói, chỉ đến hai người không khỏi không còn gì để nói bởi vì không rõ phiêu miểu các đến tột cùng có bố trí gì hơn nữa đang ở trong kinh thành tề quốc người nhiều mắt tạp không dám manh động cân nhắc một hồi lâu nguyên tòng vẫn không nhịn được hỏi tôn sứ triệu kiến không biết vì chuyện gì nhân viên phiêu miểu các lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn ngậm miệng đừng nhiều lời nguyên tòng giả vô quần ngụy đa nhìn nhau đều trầm mặc trong lòng phỏng đoán đều chờ kết quả cuối cùng xuất hiện xe ngựa chạy tới nửa canh giờ Người trong xe đột nhiên cảm giác xe ngựa giảm tốc độ, với cả quẹo phương hướng, thông qua rèm xe có thể nhìn thấy, xe ngựa rời khỏi quan đạo, tiến vào trong núi gồ ghề nhấp nhô.